Nào, mẹ đang xem live cho em xin một chấm nào. Chào tất cả các mẹ đang xem live của em nhá. Rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn rồi các chị ơi. Hôm nay nó phải giảm xuống. Bây giờ nó phải giảm xuống mấy độ rồi hay không? Những không giảm bớt đi mà còn lạnh hơn. Chào chị Bích Trọng nhá. Chào tất cả các mẹ đang xem live của em ạ. Mèo đang xem live, nhìn thấy em thì chấm cho em xin một chấm luôn để em nhìn thấy các chị luôn nào. Chấm cho em xin một chấm luôn để em nhìn thấy các chị luôn nha. Mèo đang xem live chấm luôn ạ. À, để em nhìn thấy các chị, để em chào các chị luôn này. Chào chị Cường Nguyễn nhá, đợi các mẹ vào xem đông đông thì em sẽ ra hàng này. Để em xem hôm nay có những mẫu gì dài cho các chị nào. Có rất là nhiều mẫu luôn nha. Riêng phao và nào, ok, chào chị Mai Mai, chào chị Mỹ Hảo, chào chị con gái bốn Nam, chào chị Tâm Tính Cả này, chào chị Nguyễn Hồng. Em chào tất cả các chị đang xem live của em ạ. À, chị nào đang xem live thì chấm cho em xin một chấm luôn nào. Không những không giảm đi mà càng lạnh hơn. Ok, chị Bích Trọng nha, chào chị Nhật Minh luôn ạ. À, nào, chị nào đang xem live chấm bài cho em, trả hàng cho các chị luôn nào. Em chào hàng luôn cho các chị đây ạ. À, chào chị Mỹ Duyên nha. Nào, chị Minh Cửu ơi, em thấy chị rồi đây ạ. À, em trước tiên là em xả mẫu áo bò này luôn, bởi vì mẫu áo bò này số lượng còn ít nhất, số lượng áo bò này còn ít nhất nên là em sẽ ưu tiên xả trước cho các chị. Áo bò mũ lông này ngày hôm nay xả từ 7 đến 30 ký nha. Từ 7 đến 30 ký. Em chào chị Thùy Linh ạ. À, chào chị Trần Vũ, chào chị Tân Mai. Nhìn thấy tất cả các chị yêu của em rồi, nhìn thấy rồi các chị yêu ơi, em nhìn thấy hết rồi này. Thời tiết không những không giảm đi mà em thấy hình như nó càng lạnh hơn thì sao ấy. Nào, em xả trước áo bò mũ lông này. Áo bò mũ lông này còn số lượng rất là ít nên là em sẽ ưu tiên xả trước nha. Chào chị Nhân Ly, từ 7 đến 30 ký cho cả bé trai và bé gái này. Ngày hôm nay xả cho các chị với giá là 39k. Không cần à, không còn một giá nào rẻ hơn nữa đâu các chị ơi. Em kịch sàn rồi đấy ạ. Ngày hôm nay xả giá đấy, em kịch sàn cho các chị rồi, không thể rẻ hơn được nữa. Bò mũ lông ngày hôm nay xả hai màu, màu xanh và màu xám ạ. À, màu xanh màu xám từ 7 đến bao nhiêu? 30 ký cho cả bé trai và bé gái. Em đây chị Trần Ly ơi. Từ 7 đến 30 ký cho cả bé trai và bé gái. Em ưu tiên xả mẫu này trước bởi vì mẫu này còn lẻ size còn ít nhất. Lẻ size ít nhất nên là em ưu tiên xả trước. Chào chị Bích Loan ạ. À, từ 7 đến 30 ký nha. Bé trai bé gái mặc đẹp nào. Kami ngày hôm nay xả bất chấp luôn này. Xả 4 màu luôn cho các chị luôn, đều lót lông nha. Nào, áo bò và capi đều có mũ, nhưng mà cái riêng cái áo bò lót lông này thì nó lại có mũ lông này. Mũ của nó có lông ạ. À, chào chị Tin Tường, chào chị Kenny Trần nào. Từ 7 mèo đang xem like chấm nhân xin một chấm luôn đi ạ. À, nào, chào chị Quyên Nguyễn nha. Nào, mèo đang xem like chấm nhân xin một chấm luôn. Áo capi ngày hôm nay 4 màu này các chị ơi, 4 màu này. Từ 7 đến 30 ký cho cả bé trai và bé gái. Em xả hôm nay kịch sàn cho các chị 39k, không còn một giá nào rẻ hơn giá này nữa. Màu hồng này, màu nâu này, màu đỏ và màu đen ạ. À, mẹ nào đặt hàng thì để lại số điện thoại cho em. Nào các chị yêu ơi, đặt hàng đừng quên chia sẻ nha. Tất cả các chị hôm nay chia sẻ cho em tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. 10 lần vào các hội nhóm công khai và 2 lần trên trang cá nhân. 39k chị ơi, rẻ nhất thị trường rồi, kịch sàn rồi. Ngày hôm nay không thể xả rẻ hơn nữa các chị ạ. À, từ 7 đến 30 ký nha, bạn trai bạn gái đều mặc đẹp hết. Áo này lót lông 100% bên trong luôn cho các chị xem luôn. Nào, 100% bên trong luôn ạ. À, có 6 tuổi bao nhiêu cân chị ơi? 6 tuổi chắc là có đấy, bởi vì em còn đến tận 30 ký. Bò mũ lông này các chị này, bò mũ lông bao nhiêu cho chị xem lông luôn bên trong luôn. Giá không thể nào rẻ hơn được nha, không rẻ hơn được đâu. Ok chị Bích Trọng này, chị nào hôm nay đặt hàng nhanh tay luôn. Riêng áo bò mũ lông này em còn ít lắm, ít lắm luôn các chị ơi. Thật sự hôm nay dọn kho ra cái áo bò lông này, em bảo tại sao lại đang còn như thế này. Từ 7 đến 30 ký nha, bé trai bé gái mặc được hết đây nào. Lông của nó bên trong thế này, rất là xịn luôn này, bò mũ lông này. Đường sau có mũ lông như này nha. Hàng này còn số lượng rất là ít. Chốt thì chốt luôn cho em luôn, không là hết size số luôn. Ok, chào chị Nguyễn Hà. Có, đúng rồi chị ơi, 39 ký, à 39k. Không thể nào rẻ hơn được nữa nha. Em không thể nào bán rẻ hơn cho các chị được nữa. 39k cho chị nào ngày hôm nay nhanh tay chia sẻ giúp em. Tối thiểu 10 lần vào các hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. 10 lần vào hội nhóm công khai nha. Nhóm kín em không kiểm tra đâu ạ. À, chị nào chia sẻ đủ rồi quay vào đây đặt cho em hai sản phẩm. Tối thiểu kể cả những chị mà hôm nay chia sẻ đủ cho em hoặc là chia sẻ nhiều cho em, kể cả chia sẻ cho em bao nhiêu nhóm rồi thì ngày hôm nay em cũng chỉ chốt hai sản phẩm thôi. Bởi vì hàng số lượng không có nhiều nên là có cả khách quen, có cả khách mới, để cho những chị nào vào sau nữa
rồi nha các chị nha. Ok chị cô bé mùa đông này, đặt hàng lên số điện thoại cho em. Nào em tiếp tục giả chuyển mẫu này, em tiếp tục giả chuyển mẫu luôn. Hôm nay giả tri ân lớn luôn, giả nhiều luôn các chị ơi. Bất chấp giả kho luôn, chào chị Nguyễn à. Giá của nó là 39k nha chị nha. Giá của cái chiếc áo bò này và cái chiếc áo kaki này là 39k. Nào các chị vào xem đông đông, em giả luôn cả áo phao luôn nha. Nào hôm nay tri ân lớn luôn này. Nào chị ơi 39k một áo ạ, đây nha. Lớn 100% bên trong luôn. Lấy hai chiếc 25kg lên số điện thoại cho em. Tất cả những mẹ nào đặt hàng luôn số điện thoại kèm màu luôn. Không đầy đủ em tự động hủy đơn nha. Không được, không đầy đủ em sẽ tự động hủy đơn đấy ạ. Không sao chị Cường Hà ơi, Cương Hà ơi, chị đi ra luôn giúp em nha. Chị đi ra luôn giúp em ạ. Từ 7 đến 30kg cho cả bé trai và bé gái nhá. Bò mũ lông và áo kaki này. Kaki thì em có 5 màu, cũng lót lông 100% bên trong luôn. Áo bò này em ưu tiên xả trước để cho nó hết luôn, bởi vì hàng áo bò lông mũ lông này không có nhiều. Màu xanh và màu xám khói, màu xanh và màu xám nha. Các chị có thể comment là áo bò kèm màu này. Đặt luôn cho bé luôn hai chiếc mặc luôn các chị ơi, không tội gì mà không đặt các chị ạ. 39k một áo không thể rẻ hơn được nữa rồi. Ngày hôm nay chỉ có em này, chỉ có em với tám với bạo để mà xả cho các chị giá này thôi. Áo phao xả cho các chị 5 màu luôn. Riêng hàng áo phao ngày hôm nay thì lại càng ít hơn, số lượng lại càng ít hơn này. Cho chị nào ngày hôm nay nhanh tay chia sẻ, đặt hàng đừng quên chia sẻ 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. 39k chị nha, từ 7 đến 30kg cho cả bé trai và bé gái luôn ạ. Nào chị nào đang xem like nhìn thấy em chấm bài luôn cho em luôn, chấm bài luôn cho em chị nha. Phao ngày hôm nay 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu, 5 màu luôn, em đã để sẵn ở kho rồi. Chờ đợi các chị đặt hàng rồi đóng hàng thôi, chờ đợi các chị thôi. Những siêu phẩm này đang chờ đợi các chị đây ạ. Từ 7 đến 30kg cho cả bé trai và bé gái luôn. Nào đúng rồi, ok chị Lan My, em chốt đơn chị Lan My là người đầu tiên. Thấy chị Thu Hòa rồi nha. Mỗi một chị chia sẻ giúp em tối thiểu 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Chị đã chia sẻ rồi đặt hàng luôn nha. Đã chia sẻ rồi đặt hàng luôn. Trong này em nhìn thấy những chị nào có cả khách quen rồi. Nhìn thấy nhiều chị khách quen rồi chị ơi, nhưng mà comment trôi nhanh quá em không đọc được các chị. Chị ơi từ 7 đến 30kg nha. Ok chào chị Bách Loan này. Chào thay đổi là tất cả có 7kg chị ơi. Từ 7 đến 30kg cho cả bé trai bé gái. Tất cả những siêu phẩm này đang chờ đợi là các chị nào. Nào chị ơi quá xinh luôn, quá đẹp luôn. Hàng cao cấp luôn, 39k không thể giảm giá rẻ hơn được nữa. Chỉ có em nhân viên thì em bảo chỉ có em, chỉ có chị mới dám giảm giá đấy thôi. Đúng rồi, chỉ có em mới dám giảm giá đấy thôi các chị ạ. Giả bất chấp cho các chị luôn nha, giả bất chấp luôn ạ. Thời tiết càng lạnh rồi lấy pha quá là hợp lý luôn. Nào kaki và bò mũ lông nào. Bò mũ lông hai màu nha. Hai màu, màu xanh này, màu xanh và màu xám. Màu xám này cũng xinh dã man luôn, thật sự luôn các chị ơi. Giả 39k không biết là có quá rẻ không đây. Em có nên thay đổi lại giá không nhỉ các chị ơi? Có nên thay đổi lại giá không nào? Ok chào chốt cho chị Cường Nguyễn. À không có 30 à đúng rồi 39k. Ok chốt cho chị Cường Nguyễn này. Nào 39k một áo chị ạ. Áo bò mũ lông này còn số lượng rất là ít. Em ưu tiên xả trước để hết trước. Xả trước hết trước. Nào hàng lẻ sai, thứ nhất là hàng lẻ sai, thứ hai là hàng xả giá rẻ nên là không nhận đặt hàng trong Facebook. Tất cả những chị nào đặt hàng để trên này cho em luôn. Em chốt trực tiếp trên này luôn nha. Nào 39k một áo nha. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi các chị ạ. Tranh thủ em đang xả giá rẻ như này, các chị tranh thủ mua luôn đi. Lấy áo phao là quá hợp lý luôn, đúng rồi chị ơi. Lấy áo phao quá hợp lý luôn bởi vì trời càng lạnh. Trời thời tiết càng lạnh rồi. Em từ sáng rồi lạnh rồi, bây giờ em nghĩ là phải tăng lên mấy độ luôn rồi đấy các chị yêu ạ. Thật sự luôn, lạnh dã man luôn. Em chưa từng nghĩ thời tiết nào mà nó lạnh như này đâu. Ngồi đây mà nó còn run cầm cập luôn. Ok chị Yến thì em chốt đơn. Chị Nga Ngố này, lên cho em luôn lượt chia sẻ đi nào. Chị đang thiếu lượt chia sẻ, bổ sung luôn cho em chị yêu nha. Hồng Tám Trần này, lượt comment trôi rất là nhanh. Chị nào mà chưa thấy mà em đọc tên, phải nói luôn, phải nói luôn, phải comment lại luôn. Đến khi nào em đọc tên thì thôi. Em trả toàn bộ 39k hết nha. 39k cho những chị nào ngày hôm nay chia sẻ giúp em 10 lần vào các hội nhóm công khai và 2 lần trên trang cá nhân. Ok chị Trâm Anh em chốt. Chị Trâm Anh ơi, hình như em chốt chị từ trên rồi chị yêu ạ. Nào ngày hôm nay này em chưa bao giờ, em nói trên live này nha, em chưa bao giờ miễn ship cho tất cả một đơn nào. Nhưng mà ngày hôm nay riêng chị nào chia sẻ cho em trên 35 nhóm, không được, phải 35 nhóm các chị yêu ạ, thì em mới miễn ship tận nhà. Chị nào chia sẻ 30 nhóm rồi comment vào đây luôn để em còn biết. Bò mũ lông này em còn số lượng rất là ít, em ưu tiên trả trước. Chia sẻ cho em trên 35 nhóm rồi comment vào đây luôn để nhân viên nhà em còn biết. Hôm em nói với nhân viên nhà em rồi. Chị nào chia sẻ trên 30 nhóm lọc hết ra cho em, đóng hàng xong rồi ghi vào đấy là miễn ship luôn. Ok em đây chịu nha. Em vừa trả lỗ luôn và em vừa chịu cái tiền ship đấy cho các chị luôn, được chưa ạ? Em tri ân quá lớn luôn rồi nha. Nào ok chị Nguyễn Hòa này, 50 lần rồi chị để lại cho em xin số điện thoại luôn đi nào. Số điện thoại của chị đang bị sai chị ơi. 40 nhóm rồi. Ok em miễn ship tận
nhà cho chị luôn. Chị nào chia sẻ cho em ba nhóm rồi comment vào đây cho em luôn. Riêng ngày hôm nay luôn em miễn phí ship cho tất cả những chị nào chia sẻ cho em 35 nhóm. Ok chị Thanh Thanh này, cho chị Thanh Thanh đặt cho em 2 sản phẩm đi nha. Đừng đặt một sản phẩm, tội nhân viên nhà em lại phải gọi điện lại. Lại phải gọi điện chốt lại cho các chị. Từ 7 đến 30 ký cho cả bé trai và bé gái nha. Từ 7 đến 30 ký. Ok, thấy chị Kiều Lily rồi này. Chốt cho chị chưa? Chị Hoa Hồng ơi, em chốt cho chị rồi chị ạ. À, chị Nguyễn Lan em chốt cho chị luôn này. Và có từ 7 đến 30 ký, cứ từ 7 đến 30 ký đặt hàng thoải mái cho em luôn. Đã chia sẻ rồi đặt hàng luôn chị Thúy Kiều ơi. Hàng không có nhiều nên là chị nhanh tay luôn giúp em. Chia sẻ 35 nhóm rồi đặt hàng cho em nhé chị yêu nha. 35 nhóm rồi em miễn phí ship với chị luôn. Chị Quỳnh Bì Bò miễn phí ship 39k một áo chị ạ. À, đúng rồi, hàng này em xả quá là rẻ. Em kịch cầu luôn rồi, em không thể nào em xả giá rẻ hơn cho các chị nữa. Chị Quỳnh Chi ơi, chị bổ sung cho em thêm lượt chia sẻ đi nào, chị đang bị thiếu này. 37 nhóm rồi, ok thủ động. Nào hiện tại lượt comment trôi rất là nhanh nha. Nào em giới thiệu lại màu kaki này. Các chị nghe em nói giới thiệu lại màu kaki rồi đọc cho em luôn nha. Thanh lý toàn bộ luôn. Không những thế hôm nay em thanh lý toàn bộ cửa hàng luôn, giá nào cũng bán, giá rẻ luôn, giá rẻ cho các chị luôn. Nào kaki ra đây là 4 màu luôn này, màu đen này. Hình như còn một màu nữa nhân viên nhà em nó không lọc ra. Thôi kệ, không quan tâm đến màu đấy. Các chị quan tâm đến mấy màu này cho em này. Màu đen này, màu đỏ này, màu hồng này và màu nâu nha. Đặt hàng màu nào comment nhanh luôn. Kaki này lót lớp 100% bên trong luôn ạ. Nào đường sau mũ của nó đây này, mũ của nó này. Trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Em không nghĩ là cái sản phẩm kaki này, cái siêu phẩm này nó rẻ đến cái mức độ đấy. 39k một áo nha, 39k một áo. Nó đẹp kinh hồn luôn các chị ạ. Nào em tiếp tục xả sang áo phao này. Áo phao cũng 39k. Hôm nay giọng ơi gần gà em vẫn bất chấp xả cho chị luôn nha. Hàng quá đẹp. 40 nhóm chị Lan chị ơi, em miễn ship tận nhà cho chị. Chị lấy màu hồng thì chị phải comment rõ giúp em là kaki nha. Để nhân viên nhà em còn biết, nhân viên báo với em là màu này hết size rồi, màu này cái này hết màu rồi để em còn biết để em ngừng xả nha. Vẫn xả áo bò với giá 39k ok châm anh này. 35 nhóm rồi, lên cho em luôn địa chỉ và số điện thoại đi nào. Để lại địa chỉ càng tốt, để lại cân nặng càng tốt để biết mà lấy size số. Nha, từ 7 đến 30 ký nào. Cha cả bé trai và bé gái luôn nhá. Cả bé trai và bé gái luôn ạ. Xả bất chấp cho các chị luôn. Có không có 39 cân chị ơi, rất là tiếc rồi. Chị mua cho cháu đi nào, cho mua cho bé nhà mình đi nào. Nào lưu ý là giúp em chia sẻ đầy đủ 10 lần vào các hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân ạ. 10 lần vào các hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân nha. Chị nào đặt hàng thì lên số điện thoại kèm màu rõ ràng giúp em. Phao này em vẫn đang xả nào, phao vẫn đang xả cho các chị yêu đây ạ. 39k một áo nha. Riêng những siêu phẩm này ngày hôm nay chỉ 39k một áo. Đặt hàng lên số điện thoại kèm màu. Ok chị Nhung Ngân này, chị ơi không có số điện thoại em gửi đơn chị nha. Không có số điện thoại em gửi đơn luôn ạ. Hàng này thì cũng phải mất ship giúp em. Mất 30.000 để ship. Chị nào nay chia sẻ trên 35 nhóm comment vào đây cho em. Miễn ship tận nhà các chị luôn. Vừa ở nhà đắp chăn vừa được mua hàng giá rẻ nha. Không còn điều gì tuyệt vời bằng nữa đâu. Ok Bùi Thơm này vừa miễn ship vừa chốt đơn ạ. Từ 7 đến 30 ký nha chị ơi, cả bé trai bé gái mặc đẹp cho em ạ. Rồi hàng kaki này các chị ơi. À quên áo bò mũ lông này. Áo bò mũ lông còn mấy cái thì chốt hết luôn cho nó hết luôn đi này. Để ở kho tự nhiên, còn mấy cái để ở kho. Lẻ loi lắm các chị ơi. Nào ok chị Nhung Ngân này 39k rồi, đúng rồi chị ơi, 39k một áo ạ. Nào các chị ngắm cho em đi này. Lót lông 100% bên trong luôn nha. Đặt hàng thì lên số điện thoại kèm màu. Nào ok chị Tải comment giúp em đầy đủ đi chị ơi, kaki nha. Không comment như thế đâu. Hàng này thì cũng phải đóng hàng nha. Các chị comment như thế nhá, không phải là hàng rẻ. Các chị thích comment như nào thì comment đâu. Comment không đầy đủ em tự động hủy đơn. Nguyễn Ngọc lên cho em lượt chia sẻ đi nào. Chị chia sẻ cho em bao nhiêu nhóm rồi? Chị Nguyễn Trang 40 nhóm rồi, em vừa miễn ship nhưng mà chưa chốt đơn được. Chị miễn ship cho chị thôi chứ còn chưa chốt đơn bởi vì chưa thấy đơn. Vân Anh này chị ơi đã chia sẻ bao nhiêu nhóm cho em rồi? Lên luôn cả nhóm chia sẻ giúp em luôn. Ngày hôm nay xả mẫu này với giá là 39k. Lót lông 100% luôn nha. Ok chị Quỳnh Bon nha. Chị nào đã chia sẻ rồi đặt hàng luôn cho em. Chị nào chưa đầy đủ lượt chia sẻ bổ sung luôn. Vào xong chia sẻ nha. Nhìn thấy nhiều chị, đúng rồi chị ơi, em nhìn thấy các chị rồi. Nào em biết là có rất là nhiều chị khách quen của em đang ở đây rồi các chị ơi. Các chị chia sẻ cho em đi nào chị ơi, em lại tiếp tục xả cho các chị đây. Nói chung là ngày hôm nay xả bất chấp luôn các chị ạ. Không biết là lỗ lãi như nào mặc kệ luôn nha. Xả bất chấp luôn cho các chị luôn này. Từ 7 đến 30 ký cho cả bé trai và bé gái. Nào cái này là 4 màu này, còn một màu vàng nữa nhưng mà nhân viên nhà em nó không lục ra các chị ạ. Hình như là nó không thấy sao ấy. Bỏ qua luôn các chị ơi. Ngắm 3 4 màu này đi, ngắm 4 màu này đi cho em này. 1 2 3 4 này, màu đen này, màu đỏ này, màu đen, màu đỏ, màu hồng và màu nâu nha. Ngắm cho em 4 màu đi nào. Em không xả, em không có nhiều đâu mà xả nhiều nha. Không có nhiều đâu mà xả nhiều. Chị nào lên chưa em chốt trước. 3 phút cuối cùng cho tất cả những chị nào vào sau. Chị nào đang xem like của em, nhìn thấy em rồi chia sẻ bài giúp em luôn và đặt hàng luôn. Áo kaki này em có 4 màu nha. Chị yêu ơi, nào chốt áo, để em chốt áo bỏ mũ lông trước đi. Áo bỏ mũ lông em còn ít, em chốt trước cho nó hết luôn đi này.
Nào màu xanh còn 10, màu xám còn 10, chốt luôn chị ơi. 39k một áo thôi ạ, à, 65 nhóm rồi chị Trâm Anh ơi. Em thấy chị từ trên rồi ạ, à, em đã miễn ship cho chị và chốt đơn cho chị rồi nha. Chị chia sẻ thêm em cảm ơn chị nha. Nào ok chị Lan Chi này, chị ơi 39k một áo ạ. À. Đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ cho em luôn. Em nhìn thấy rất là nhiều áo bò rồi đây này, chị tuổi áo bò em không còn nhiều để mà giảm đến đây này. Ok chị Phương Thúy nha. Nào chị Trần Thị ơi lên cho em à lấy áo bò lông lông này. Nào các chị ơi, màu xanh hết nhá. Màu xanh hết này. Nào sang màu xám nào, chị nào chốt luôn màu xám thì chốt luôn. Chốt luôn kèm với kaki này. Không đặt được thì chốt luôn kèm với kaki. Nhiều chị chốt áo bò quá, em gần như là hết rồi đây này. Chị Vi Cao ơi bổ sung cho em thêm được chia sẻ này đi nào. Mỗi một chị giúp em chia sẻ 10 lần vào hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Đặt hàng đừng quên chia sẻ. Nào chị ơi, áo kaki chị ơi 39k nha, đồng xả 39k hết. Đặt hàng lên số điện thoại kèm địa chỉ cho em. 3 phút cuối cùng cho tất cả những chị nào vào sau. Nào chị nào vào sau nên ta chia sẻ luôn. Ủa trời lạnh quá lại được uống đấy. Uống không nước cho nó ấm người nào. Quá là rẻ luôn chị ơi. Không bàn cái về chất nha. Hàng này không bàn cái về chất. Không phải là hàng lửa màng khẩm em đem lên xả cho các chị đâu. Áo bò xám em còn, áo bò em còn duy nhất một màu xám, màu xanh em xả hết rồi. Đặt hàng lên số điện thoại kèm màu cho em luôn. Ok chị Lan Chi luôn. Chị Hồng Thư ok luôn. Chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi, comment rõ ràng luôn cho em nhân viên nhà em còn biết để mà chốt đơn. Bách Loan miễn ship chốt đơn. Nào ok chị Lily này lên cho em thêm được chia sẻ. Chị ơi chị đang bổ sung thiếu lượt chia sẻ này. Chị Phương Su Su ơi bổ sung cho em thêm được chia sẻ. Nhung Anh cũng thế này. Chị Hương Bùi em thấy chị từ trên rồi chị ơi. Em chốt cho chị từ trên rồi nha. Nào hay là cùng tên nhau nhỉ. Chị ơi chị comment lại số điện thoại cho em nhé, bởi vì nhiều chị cùng tên nhau lắm. Ok chị Ngoan Nguyễn nào, một phút cuối cùng các chị nhanh tay cho em luôn. Một phút cuối cùng cho tất cả những chị nào vào sau. Chị nào vào sau tiếp tục bổ sung được chia sẻ. Riêng áo bò này tất cả nói chung là áo bò, áo kaki, áo phao ngày hôm nay giả 39k, giá không bao giờ có thể rẻ hơn được nữa. Chỉ có em các chị ơi, chỉ có em này, chỉ có em mới dám giả được các chị giá đấy thôi, không một ai dám giả đâu các chị ạ. Mỗi lần về nhà em nhiều lắm các chị ạ, lỗ 1-2 triệu nha em ok luôn, không là gì luôn, lấy tương tác với các chị luôn. Nào ok chị Mộc Trà này bổ sung cho em luôn số điện thoại chị ơi. Nào áo bò này em hết màu xám, dừng comment áo bò, tiếp tục giả áo kaki. Áo kaki còn nhiều dám ăn luôn ngang luôn. Áo kaki nào giả luôn 39k này, 1, 2, 3, 4 màu luôn nha, 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Đặt hàng lên số điện thoại kèm màu kèm mẫu. Chị Trần Kỳ ơi chị comment rõ ràng cho em đi, chị comment như thế em hủy đơn đấy. Các chị không comment rõ ràng nhân viên nhà em sẽ tự động hủy đơn. Màu bò màu nâu này, màu nâu này, bạn trai màu nâu này, mặc xinh dã man luôn này, màu nâu này, màu hồng này, màu đỏ và màu đen ạ. Giả luôn 39k. Hết đừng comment bò là chị ơi, chết rồi em không còn bò để mà chốt cho các chị đâu. Đừng comment bò nữa nha, hết sạch bò luôn rồi. 36 nhóm rồi chị Tinh Nga vừa chốt vừa miễn ship. Nào hôm nay tặng vừa bán vừa tặng luôn cho bé luôn, vừa bán vừa tặng luôn. Nói điêu bất lộc luôn, nói điêu bất lộc luôn. Lên số điện thoại kèm địa chỉ, lên số điện thoại để lại địa chỉ càng tốt ạ. Nhớ là chia sẻ nha các chị yêu nha. Đặt hàng đừng quên chia sẻ, mỗi một chị giúp em chia sẻ 10 lần vào hộp nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Nào các chị ơi đừng comment nào, đừng comment với giá là 39k nha. Bởi vì bây giờ em đã ngừng xả rồi, nhân viên nhà em bây giờ bắt đầu chốt. Nhân viên nhà em là chốt yên tâm. Một khi mà ngày hôm nay em đã xả rồi, em huy động toàn bộ lực lượng nhân viên kể cả bán hàng, kể cả đóng hàng thế nhỉ, nghỉ bán hàng ở dưới quầy luôn, lên đây để kiểm tra đơn cho các chị luôn. Nào bây giờ em tiếp tục chuyển giải sang mẫu khác này. Chị nào đã giúp em chia sẻ rồi thì đợi em 5 đến 10 phút em kiểm tra. Đợi em 5 đến 10 phút em kiểm tra. Chị ơi bây giờ có chia sẻ mấy lần nữa em đã ngừng mất rồi. Em đã ngừng mất rồi. Hẹn chị ở lần sau nha. Hẹn những chị yêu nào vào sau ở lần sau. Nào tiếp tục nào, em chuyển giả sang một áo bò ngũ lọc, áo bò lót lông này. Áo bò lót lông này các chị ngắm cho em áo bò này đi. Chị nào cố tình comment em hủy đơn, bởi vì bây giờ em đã nói em dừng rồi nha. Nên là còn cố tình comment em sẽ hủy đơn. Ngắm cho em áo bò này đi. Xinh dã man luôn. Nào 12 giờ đêm hôm qua vẫn đứng ở chờ lại để đón cái chiếc áo bò này ngày hôm nay bán cho các chị. Đấy các chị thấy thương em chưa? Quá thương luôn đấy chứ. Ok chị Nguyễn Thị Lệ này, chị ơi em còn chưa báo giá. Nào các chị ơi em còn chưa báo giá, chắc là khách quen nhà em rồi. Em còn chưa báo giá luôn. Đặt hàng thì lên số điện thoại kèm địa chỉ luôn. Ngày hôm nay giả áo bò này với giá. Từ từ chốt cho 50 mẹ đấy nha. Em chỉ chốt cho 50 mẹ thôi các chị bình tĩnh này. Nào từ mình em còn chưa báo giá mà bình tĩnh giúp em. Từ 7 đến 28 ký, 130.000 áo này. Nào bắt đầu em chốt này. Em chốt hết 50 chị là em dừng chốt nha. Nên chị nào mà nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết. Đã chia sẻ giúp em rồi thì đợi em kiểm tra đi chị ơi. Chị Hồng Nguyên em hủy đơn này, em dừng rồi nha. Hồng Nguyên em hủy đơn, chị Hùng bạn rồi lừa mà còn cứ vào xem mà như nào chị ơi. Lừa thì không còn xem nữa. Lê Thủy này, ok chị Lê Thủy này chị ơi. Chị Lê Thủy ơi em đã dừng rồi nên là các chị dừng comment giúp em.
chị nào cố tình comment em hủy đơn, còn cố tình comment là nó sẽ loạn comment, nhân viên em không kiểm tra được đâu. Ok chị Mi Vũ này, chị Mi Vũ lấy áo bỏ nó lông comment cho em. Chị Nguyễn Phương lên địa chỉ nhà hàng cho em, có 24 ký. Linh Phương lên địa chỉ nhà hàng cho em đi ạ. Ok Nguyễn Phương lên địa chỉ cho em nha, 28 ký vừa. Chị Linh Linh lên số điện thoại địa chỉ cho em ạ. Nguyễn Anh bổ sung luôn số điện thoại địa chỉ luôn. Áo bò này em giảm với giá là 130.000, không thể rẻ hơn được đâu nha, không có một nơi nào rẻ hơn. Thị trường bán rẻ cho chị một, em bán rẻ cho các chị gấp 10. Thủy Trinh lên địa chỉ nhà hàng cho em 130.000 thôi. So với em ở Hà Nội chị ơi, em ship toàn quốc là 30k nha, ship toàn quốc cho các chị là 30k. Đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ cho em, em giảm 130.000 từ 7 đến 28 ký, lót lông 100% luôn. Có 9 ký Hải Yến Trần lên địa chỉ cho em luôn nào, lên số điện thoại và địa chỉ cho em đi ạ. Nào có chị Yến Trần ơi, chị lấy áo bò màu nào comment cho em luôn. Hàng quá đẹp luôn, hàng cao cấp, hàng loại 1 luôn nha. Nói không với hàng loại 2, loại 3 và hàng fake. Ok Dung Thắng này, 2 màu, màu xám khói, màu xanh. Đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ, chị Tân Bạn lên số điện thoại và địa chỉ cho em ạ. Nào không ship Shopee đâu chị ơi, hàng nhà em là hàng hàng ship cút nha chị ơi. Ok Vũ Thị Thúy này, bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ nhà hàng cho em. Chị có số điện thoại rồi kèm địa chỉ luôn ạ. Comment rõ ràng cho em, chị Ngát Văn lên địa chỉ nhà hàng nào. Nào ok chị anh Đỗ Anh Hoàng lên địa chỉ nhà hàng cho em này. Mẹ nào đặt hàng bổ sung số điện thoại và địa chỉ ạ. Yến Trần lên địa chỉ cho em nha chị ơi, comment xanh em không hiểu như nào đâu. Lên luôn cả cân nặng để con biết chốt đơn, chị Ngại Ngân là người em chốt đầu tiên. Nào các chị ơi đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ đầy đủ giúp em. Giá của nó là 130.000, lót lông 100% luôn. Hàng loại 1, hàng cao cấp loại 1, nói không với hàng fake, hàng loại 1 và loại 2. Tân Phạm này ok lên số điện thoại địa chỉ giúp em đi nào. Ok chị Du Lê cần trần chốt đơn nha. Nào chị ơi đặt hàng bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Hàng này hàng lót lông nha chị ơi, Nhung Quang lên địa chỉ cho em. Không có 32 cân chị ơi. Nào hủy đơn. Nam nữ đều mặc đẹp chị nha, bé nam bé trai bé gái đều mặc đẹp. Hàng không có nhiều nên là các chị ơi, nếu mà không để lại đầy đủ em tự động hủy đơn. Trà My bổ sung luôn địa chỉ nhận hàng cho em ạ. Vũ Thị Thủy bổ sung luôn địa chỉ nhận hàng cho em. Hải Vân chốt đơn, không nhận hàng trong inbox, hàng không có đâu. Nhân viên nhà em không bao giờ bán cho các chị với giá này đâu, đừng inbox bất công. Ngọc Diệp lên địa chỉ nhận hàng cho em. Áo này có lông 100% luôn, My Vũ chốt đơn. Để lại cho em đầy đủ số điện thoại và địa chỉ em chốt. À ok chị Ngát Ngoan chốt đơn, em chốt hết 50 chiếc em dừng luôn, em dừng luôn. Nào ok anh Duy chốt đơn, lấy áo bỏ màu nào comment rõ màu cho em đi. Áo bỏ này mũ không có lông đâu, bỏ mũ lông em xả hết rồi. Bỏ mũ lông em nói ngay từ đầu like em còn đi em xả hết rồi nha. 9 ký mặc vừa, Dung Nguyên lên địa chỉ cho em. Bỏ mũ không có mũ lông chị ơi, bỏ này mũ thường nha. Nào ấm dã man luôn, Thùy Dương chốt đơn. Nào cái gì đây, nào chị lên mẹ Nan đi đây à, chốt đơn luôn. Có size 8 ký, thu hàng lên địa chỉ cho em. Nam nữ đều mặc được hết, Thủy Tiên lên địa chỉ nhà hàng cho em. Đấy em bắt đầu nóng rồi này. Bên em đang bị lỗi nên là mẹ nào không để lại địa chỉ thì bên em không xin được đâu nhá. Thế nên là các mẹ phải chủ động để lại cả địa chỉ và số điện thoại cho bên em và ghi rõ tên sản phẩm nhá. Nào hủy đơn Dương Rồng này, trai gái đều mặc đẹp chị ơi. Dương Jerry lên địa chỉ, à không có 30 ký chị ơi. Ok Hà Trương lên địa chỉ nhà hàng cho em. 16 ký và em hiệu sổ nóng lắm các chị ơi. Em bắt đầu nóng thế này lúc nãy mới lạnh xong. Bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ, Milan lên địa chỉ nhà hàng cho em nha. Em có 2 màu, màu xanh và màu xám, màu xám khói này. Vũ Thị Thúy chốt đơn nha. Nào ok Bách Loan này đã chia sẻ rồi, lời kiểm tra nha. Tất cả những chị nào không để lại đầy đủ số điện thoại ngày nay em hủy đơn hết. Nào chị ơi chỉ có 50 chiếc thôi ạ. Yến Trần lên địa chỉ cho em là chị nào có đơn rồi gộp đơn luôn nha. Thủy Tiên lên địa chỉ cho em. Luyến Nguyễn này, ok chị Luyến Nguyễn chốt đơn. Các chị comment cho chị Luyến Nguyễn giúp em rất là rõ ràng luôn nha. Để lại màu này, kèm cân nặng số điện thoại địa chỉ đầy đủ, Dung Thắng chốt đơn. Nào chị ơi nhận được hàng rồi đẹp lắm rồi. Ok cảm ơn chị Trần Phương luôn nha. Nào cảm ơn này, hàng của em là hàng cao cấp nha. Nói không với hàng fake và hàng loại 2 nha. Hàng loại 1 này lót lông 100% luôn. Nào các chị bổ sung luôn đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi nào. Bổ sung đầy đủ cho em luôn đi ạ. Không đầy đủ em không chốt đâu này. Ok chị Milan nha, lên địa chỉ cho em nha. Bé gái bé trai đều mặc đẹp hết chị ơi. Quần bò 2 màu này, hủy đơn mộc trà không có 32 ký đâu ạ. Hủy đơn chị mộc trà nha. Quần bò 2 màu luôn này, các chị ngắm cho em quần bò này luôn. Ok Giang Linh em chốt đơn. Để lại cho em đầy đủ nào, có 10 ký Nguyễn Tu lên địa chỉ nhận hàng nha. Nào Nam Lê này có 27 ký lên địa chỉ nhận hàng đi nào. Vũ Thị Thủy chốt đơn này, chốt cho chủ Vũ Thị Thủy rồi, yên tâm giúp em đi. Nào 2 màu, màu đen và màu xanh. Quần này em xả luôn với giá là 110.000 cho nó bóng luôn này. 110.000 combo 2 chiếc 200.000 chị Thủy em chốt đơn rồi nha. Nguyễn Dịu lên địa chỉ nhận hàng, Lê Thị Hảo lên địa chỉ nhận hàng. Võ Tường lên địa chỉ nhận hàng cho em này. Linh Đệ chốt đơn này, Lily chốt đơn. Nào màu xanh và trai ok Hà Trương chốt đơn nha. Áo nhé chị lấy áo màu nào chị ơi. Áo này cả bộ là 240.000 thôi, lên đơn cho em thoải mái luôn. Hàng em bao chất bao giá. Vũ Thị Thúy chốt đơn nha, tu hàng
bởi sai có này. Có sai bởi ký, chị ơi lên số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Lê Thị Hảo cho xin địa chỉ nhá. Chị Lê Thị Hảo ơi, chị còn trên line không? Chị yêu ơi, bổ sung lên số điện thoại và địa chỉ đi nào. Hai màu, màu xanh và màu xám khói này. Lót lơ 100% luôn, Yến Trần em chốt đơn. Chị ơi 130.000 một áo nha. Linh Định cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Chị Thùy Dương em chốt cho chị bò xanh nha. Lên chốt cho chị bò xanh nào, chị lấy bò. Ok, chị Thùy Dương chốt cho chị bò xanh hàng kem, sẽ kiểm tra và chốt luôn. Cường Nguyễn này em chốt đơn cho chị nha. Trai gái đều mặc được hết chị ơi, mộc trà hủy đơn nha. Nguyễn Dịu này chốt đơn này, chị Lê Thị Hảo em thấy đơn của chị rồi, lên số điện thoại và địa chỉ cho em đi. Bổ sung luôn đầy đủ cho em. Nào vay của em hiện tại đang bị lỗi nên là tất cả những chị nào không để lại đầy đủ em hủy đơn hết. Hàng em không có nhiều đâu nha. Nào hàng cao cấp luôn, ok chị Kim Hồng này. Nào bổ sung luôn sản phẩm, comment giúp em là áo bò màu xanh kèm màu kèm số điện thoại nha. Không đầy đủ em tự động hủy đơn luôn. Nào bò mũ như này này, chị Liên Nguyễn ơi lên địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi nào. Lấy ba chiếc màu xanh comment giúp em là áo bò Vi Hiền nha. Rồi bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ ạ. 130.000 một áo chị ơi. Liên Nguyễn cho em lên để số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi nào. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nha, thoải mái cho em đeo quần bò lên nào. Lên quần bò các chị luôn. Giá sốc cực kỳ là sốc luôn. Hai màu, màu xanh màu đen này. Thủy Trần ơi, Thủy Trần cái gì mà các cái bò, chị ơi làm gì còn các cái bò nữa đâu. 9 cân mặc vừa, chị Kim Anh lên địa chỉ nhận hàng cho em. Em đã đủ hết rồi đó. Ok chị Mi Lan đấy chị ơi. Kim Anh nào, Kim Anh xin số địa chỉ nào. Chị Kim Anh ơi, chị chưa có số điện thoại và địa chỉ mà chị yêu ơi. 26 cân vừa này, bé Nguyễn chốt đơn nha. 26 cân vừa lên số điện thoại và địa chỉ nào. Ngọc Diệp cho bé bao nhiêu cân ghi rõ cho em nào. Ngọc Diệp chốt đơn nha. Nào Linh Định này, ok chốt đơn nha. 27, 23 ký và 27 ký. Lên số điện thoại đầy đủ cho em. Nào Hồng Linh Trần này, lên số điện thoại và địa chỉ cho em đi nào. Ngọc Liên Nguyễn chốt đơn này. Cẩm Trường ơi không có 30 cân hủy đơn nha. Nào Tuyết Minh này có chị ơi. Ok chị Tuyết Minh nhỉ. Nào chị Tuyết Minh đợi em kiểm tra nha, đợi em kiểm tra này. 27 cân vừa đâu, lấy cho bé 23 cân nhá. Nào ok chị Mộc Trà này, chị lấy áo bỏ một áo comment rõ màu cho em đi nào. Comment rõ màu đi. Phúc Võ này lấy màu xanh lên cho em số điện thoại để chỉ kèm cân nặng luôn nha. Để lại cho em đầy đủ này. Chị Bé Nguyễn này bổ sung đầy đủ đi nào. Minh Vũ chốt đơn nha. Nào chị ơi có hai màu đây, màu xanh và màu sáng khói đây này. Nguyễn Thu chốt đơn này. Áo bỏ 130 từ 7 đến 28 ký. Quần bò 110 nào. Chị Ngã Phạm lên số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em đi nào chị ơi, để lại đầy đủ đi nào. Facebook em đang bị lỗi nên là tất cả chị nào không để lại đủ em tự động hủy đơn. Lê Thị Hảo chốt đơn này. Đã Hân Phạm lên địa chỉ nào. Nào Thủy Trần lên cho em địa chỉ nhận hàng đi này. Lấy quần với lấy áo comment rõ đi nha. Quần cũng có xanh mà áo cũng có xanh, comment rõ cho em đi nào. Áo hai màu, màu xanh à, quần hai màu, màu xanh và màu đen ạ. Ok chị Nam Lê chốt đơn này. Bổ sung đầy đủ cho em nhé chị yêu ơi, bổ sung lên đầy đủ cho em đi ạ. Minh Phu em chốt đơn rồi nha. Từ 7 đến 28 ký cả áo và cả quần, cả set là 240.000. Tùy Tú cậu chốt đơn này. Đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ đầy đủ ạ. Có hai năm cứ Như Quỳnh lên địa chỉ nha. Duyên xinh xắn chốt đơn này. Bổ sung không đầy đủ em không chốt đâu. Trai gái đều mặc đẹp chị ơi, làm gì có trai với gái, em đi lấy hàng lúc nào bạn trai bạn gái cũng lấy cả hai đều mặc được nha. Thủy Trần bổ sung số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em đi nào. Hả cái gì Gia Hân Phạm, lúc nãy em thấy chị comment để lại số điện thoại và địa chỉ rồi mà hay là nhiều chị nhỉ. Nào ok chị Gia Hân Phạm lên số điện thoại và địa chỉ cho em. Bé Nguyễn em chốt đơn này. À Quỳnh nhá, có 15-17 ký để lại số điện thoại địa chỉ cho em nào. Như Quỳnh nhá. Nào em nhắc lại cân nặng là từ 7 đến 28 ký nhá. Trà Giang cho em lên địa chỉ này. Trần Dũng cho em lên cho em địa chỉ đi nào. Sang Hoàng bổ sung số điện thoại và địa chỉ nha. Mộc Trà lên địa chỉ nha. Bé Nguyễn chốt đơn từ 7 đến 28 ký. Em nhắc lại này, quần với áo từ 7 đến 28 ký. Đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ đầy đủ. Không đầy đủ em tự động hủy đơn. Chỉ chốt đơn cho mẹ nào để lại đầy đủ số điện thoại địa chỉ thôi nhá. Ngọc Linh Nguyễn chốt đơn luôn này. Nào chị ơi em đã xả áo bò với giá là 130.000 đây ạ. Ok chị Phúc Võ lên địa chỉ nhận hàng. Quần 110.000 chị ơi, quần này quá xinh luôn. Không bàn cá về quần, Gia Hân Phạm chốt đơn luôn. Nào đây là màu xanh và màu xám này. Nào ok Nga Phạm chốt đơn này. Chị Phúc Võ lên số điện thoại và địa chỉ cho em đi nào. Chị Dung Thu này lên số điện thoại và địa chỉ đi nào. Inbox không trả lời đúng rồi chị ơi. Thì Facebook em đang bị lỗi nha. Chị Trà Giang này, Sao Hoàng và Mộc Trà bổ sung địa chỉ nhận hàng cho em nào. Chị Trà Giang, Mộc Hà này bổ sung địa chỉ số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi nào. Chị ơi 130.000 nha. Minh Minh lên số điện thoại và địa chỉ cho em. Bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi ạ. Từ 7 đến bao nhiêu nhỉ? Từ 7 đến 28 ký cho các chị. Nào ok chị Thùy Dương này chốt cho chị bò xanh rồi chị ơi, chốt cho chị lúc nãy rồi, cái kiêm kiểm tra chị. Nào ok Hoàn Vinh chốt đơn nha, Thủy Trần chốt đơn này. Như Quỳnh lên cho em địa chỉ đi chị ơi, nam nữ đều mặc đẹp nha. Không bán riêng nam, không bán riêng nữ đâu, trai gái đều mặc đẹp. 26 ký mặc vừa luôn chị ơi, em còn đến tận 28 ký này. Nhắc lại size áo và size quần từ 7 đến 28 ký. Đặt hàng thì để là số điện thoại và địa chỉ đầy đủ. Không có tự động hủy đơn.
Trần Dũng chốt đơn nào, Ngọc Huyền lên cho em địa chỉ nhà hàng đi nào, Út Minh lên địa chỉ nhà hàng nào, đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ này, hai màu này, ok Phương Thúy này chốt đơn nha, hai màu màu xanh và màu trắng khói. Nào Ngọc Huyền bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ luôn cho em đi nào. Quần đây nha chị ơi, quần hai màu, màu xanh và màu đen này, quá đẹp luôn, Giang Ân Phạm chốt đơn, bổ sung đầy đủ cho em luôn đi nào, bổ sung đầy đủ đi nào, quá là nhiều, quá là xinh luôn này. Quần này quần màu rách nhưng mà không rách lắm đâu. Nào ok Hồng Minh Trần chốt đơn nha, Mộc Trà chốt đơn. Không có pha 13 ký đâu chị ơi. Chị cũng có chốt đơn luôn này, chị ơi không có đâu chị nha. Từ này lấy sang áo bò đi nào chị ơi, lấy sang áo bò đi này. Ok Nhật Ninh lên để chỉ nhận hàng. Quỳnh quần Định có 28 ký chị ơi. Áo bò 17 ký, Quỳnh Định cho xin số thoại địa chỉ Quỳnh nào. Định bổ sung số điện thoại và địa chỉ này, Trâm Anh chốt đơn. Combo 2 quần 200 nghìn nha, đặt luôn cho bé 2 quần luôn, không cần phải ngần ngại luôn. Chắc không phải bàn cãi luôn nha. Nhật Linh và Thương Nguyễn cho xin địa chỉ số điện thoại nào. Nhật Linh và Thương Nguyễn bổ sung cho em số điện thoại và địa chỉ đi nào. Hà Trương chốt đơn này, Nguyễn Thị Thùy Dương này chị ơi. Cái gì chị comment thì em không hiểu đâu, comment rõ ràng cho em 18 ký vừa, chị Thị Liên lên số điện thoại và địa chỉ. Không đầy đủ nhân viên nhé, em sẽ tự động hủy đơn luôn. Hàng không có nhiều đâu các chị ơi. Ok chị Dung Tu chốt đơn này, Dung Tu Tuấn Tài chốt đơn nha. Quần này lấy một set là 240.000, một set là 240.000 nha. Xinh cực kỳ xinh luôn. Ok Vũ Hồng này chốt đơn, Vũ Hồng đấy. Các chị comment đầy đủ giúp em. Ok Ngọc Hiền chốt đơn nha. Dung Thu Tú Tuấn Tài này, chị lấy quần hay là lấy áo? Phương Lam comment rõ giúp em luôn này. Lấy quần hay lấy áo comment rõ luôn. Phương Minh Nguyễn này chốt đơn luôn nha. Từ 7 đến 28 ký. Từ 7 đến 28 ký nha các chị nha, từ 7 đến 28 ký. Đặt hàng thì bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ cho em ạ. Không đầy đủ em không chốt đâu này, không đầy đủ em không chốt đâu. Áo bò 130 và quần 110. Kim Anh bổ sung đầy đủ cho em địa chỉ chị ơi. Lấy áo bò comment rõ là áo bò, lấy quần bò comment rõ là quần bò. Không kiểu như là bò và số điện thoại và địa chỉ đâu, em sẽ tự động hủy đơn. Thùy Hằng Giáp này lên cho em địa chỉ nhận hàng đi chị ơi. Bộ bò 240.000 nha, Út Minh chốt đơn, Như Quỳnh chốt đơn, nào Thương Nguyễn chốt đơn luôn. Một bộ của nó là 240.000 chị ạ. Nhưng mà là xét giờ nên các chị comment là áo và quần nha. Áo màu nào và quần màu nào. 58 tuổi cũng vừa đó chị ơi, 58 tuổi từ 7 cân thì vừa nha. Nào 58 tuổi chắc là 7 cân rồi, đặt hàng cho em xin số điện thoại và địa chỉ. Mà áo khoác thì lấy rộng rộng một chút này. Tèo tít có sai nha, cho xin số điện thoại địa chỉ nào. Thanh Huyền chốt đơn nha, chị lấy hàng quần. Ok chị Thanh chốt đơn này. Hà Thu chốt đơn luôn nha, chị Dung Thu. Ok chị Dung Thu. Các mẹ đừng mất thời gian hỏi 7 ký, 9 ký hay là 20, 24 ký có sai không nhá. Từ 7 đến 28 ký em có sai nào, để lại số điện thoại địa chỉ luôn cho em để em chốt đơn luôn nhá. Nguyễn Ngọc Khánh chốt đơn luôn này, từ 7 đến 30 ký cho cả bé trai và bé gái. Nào ok chị Dung Tu nha, nhưng chị lấy màu nào chị ơi, hai màu, màu xanh và màu trắng khói. Nào ok chị Dung Tu, chị Thanh Huyền này, ok chốt cho chị Thanh Huyền nha. Lấy quần hay lấy áo comment rõ cho em, chị Như Quỳnh em chốt rồi này chị ơi. Có đầy đủ rồi là em chốt rồi. Nào tiếp tục chuyển giả nha, tiếp tục chuyển giả này, các chị ngắm cho em mẫu khác này. Nào áo da màu nâu. Áo da màu nâu đấy chị ơi, trời ơi cái da này nó quá đẹp luôn các chị ạ. Này lót một lớp gió bên trong nữa, ok Luyên Đinh lên để chị nhận hàng cho em. Nào lớp gió bên trong này, hàng này không cần phải giả nhiều nữa đâu nha. Áo cái gì nhỉ, áo da này em giả ngày hôm nay 130.000 cho các chị luôn. 130.000 cho các chị, dễ chốt cho các chị luôn này. Đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ cho em. Đây chị ơi áo da em đang cầm đây, áo da em đang cầm đây nha. Áo da giả ok chị Minh Minh em chốt đơn này. Nào ok Nguyễn Hồng Hạnh lên cho em địa chỉ nhà hàng. Tuyết Minh chốt đơn luôn nha. Nào áo bò giả 130 ạ. Da cũng giả 130 luôn này. Hồng Hạnh Nguyễn cho em xin địa chỉ nhá. Chị Hồng Hạnh Nguyễn cho em xin địa chỉ đi nào chị ơi. Nhắc lại một lần nữa là đặt hàng bổ sung số điện thoại và địa chỉ. Không đầy đủ tự động hủy đơn nha. Nhân viên nhé sẽ tự động hủy đơn luôn, hàng không có nhiều đâu. Áo da từ 7 đến 28 ký. Da và bò từ 7 đến 28 ký. Ok Yên Giang Phạm lên địa chỉ nhận hàng này. Nào không phải hỏi nhiều chị ạ. Hàng em lúc nào cũng cho khách kiểm tra trước khi nhận luôn. Hàng đẹp hàng xịn không tội gì mà không cho các chị kiểm. Ok chị Cẩm Tú Cầu chốt đơn nha. 5 tuổi có 14 ký. Nguyễn Dung lên trên địa chỉ hai màu này. Màu xám khói và màu xanh. Nào đấy các chị ơi em còn cho các chị xem luôn này. Lót lông 100% luôn nha. Đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ luôn này. Nào ok Yên Giang Phạm cho chị địa chỉ nhá. Nào ok chị Bùi Ngọc Bình chốt đơn nha. Thanh Huyền này gái trai đều mặc đẹp chị ơi, bé gái bé trai đều mặc đấy. Thơm Nam cho em lên số điện thoại và địa chỉ đi nào. Phương Lam chốt đơn nha. Minh Minh em chốt đơn rồi này, có 2 3 ký chị ơi. Nguyễn lấy cả áo màu xanh cho xin địa chỉ và số điện thoại nhận hàng nào. Nào chị Anh Duy lên địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Bùi Ngọc Bình ơi em chốt cho chị rồi nhé, chị có đơn rồi là em chốt đời. Chị Khương Lam ơi, áo bò em chỉ có 22 ký không có 30 ký đâu. Khương Lam lấy một áo cho bé nhá. Phương Thảo Nguyễn này chốt đơn nha. Xong vào Hà Nội chị ơi, Thùy Dương này, Thùy Dương lên địa chỉ nhận hàng đi nào chị ơi. Áo da này, áo da màu nâu nha, từ 7 đến 58 ký 130.000. Màu nâu này comment giúp em là màu nâu. Ok Thanh Thảo em chốt đơn này. Một áo một quần comment một order. Ok chị này. Nào ok chị Trần Sim nha. Chị Trần Sim chốt đơn này, chị Dung Tu này comment. Chị nào có đơn rồi gộp đơn nha. Có đơn rồi gộp đơn em đỡ
điện thoại lại các chị luôn này. Ok, Dung Thu Tú Tài lấy thêm hai áo. Ok, chị Dung Thu Tú Tài em chốt đơn nha chị ơi, hàng quá rẻ luôn, đặt cho bé cho cháu mặc luôn chị ạ. Hàng đẹp kinh khủng luôn này, hàng cao cấp nói không với hàng fake và hàng loại 2 loại 3. 27 ghế có đình chiến lên để chị nhận hàng. Chị Nguyên Linh ơi, chị có đơn rồi là em chốt đơn, em chốt rồi nha. Để lại số điện thoại địa chỉ đầy đủ ạ. Quần bò hai màu nha, lấy luôn quần bò và áo bò luôn này, cả bộ 240.000. Xinh luôn, quần bò đem bán 110.000 thôi ạ. Ok chị Thùy Thùy Dung chốt đơn này. Áo bò có 18 ký heo con, lấy màu nào comment rõ lên số điện thoại và địa chỉ. Size lớn nhất của nó là 28 ký chị nha. Màu xanh và màu xám này là ok Ngân Huy này. Lên địa chỉ nhà cho em đi chị ơi, Tèo Tít này. Ok chị Tèo Tít chốt đơn nha, chị nào có đơn rồi chỉ cần ghi gộp đơn cho em thôi các chị ơi. Có đơn rồi ghi gộp đơn, màu xanh và màu xám có cho em nhá. Comment có cân nặng để còn biết mà lấy sai số nha. Huy và Thi Nguyễn cho chị trời ơi. Ok chị Thi Nguyễn comment lại này, Yến Giang bạn chốt đơn ạ. Bởi vì là nhiều đơn quá nên là đôi khi là sẽ không nhìn hết được. Chị nào mà chưa thấy em đọc tên thì comment giúp em nha. Đỗ Hoài Tu lên địa chỉ nhà hàng cho em. Có 15 ký nhá. Có 15 ký chị ơi, em nhắc lại từ 7 đến 28 ký áo em, từ 7 đến 28 ký. Nào ok chị Cương Lam nha chị ơi. Chị Cương có đơn lấy cho bé 22 ký nha, 28 ký mà bé mình mặc học lớp 5 không vừa đâu. Cương Lam để lại địa chỉ điện thoại. Chị Cương Lam em chốt cho chị 22 ký, 28 ký không vừa đâu ạ. Lên cho em địa chỉ nhận hàng đi nào. Ok Thủy Dương này chốt đơn Thủy Dương nha. Nào chị ơi không có 40 ký hủy đơn nha. Ở Hà Nội nào, xem ở Hà Nội ship toàn quốc là 30k các chị luôn ạ. Ok chị Quỳnh Đinh này, chị ơi lên địa chỉ nhận hàng cho em 17 cân vừa, 11 ký vừa, Tèo Tít lên cho em địa chỉ nào. Chị Tèo Tít lại comment rồi mà. Chị Tài ơi, nhà em còn chỉ có 40 ký mà chị đã áo sai 40 ký. Nào 15 ký em hủy đơn rồi. Nào 15 ký lên cho em địa chỉ nhận hàng đi chị ơi. Có 15 ký hai màu, lấy màu nào, màu xanh hay màu xám khói. Lên địa chỉ nhận hàng cho em. Áo da em còn duy nhất màu nâu, xả luôn nè. Xả nhanh luôn với giá là 130.000 luôn nha. Xả nhanh luôn. Hủy đơn chị Dung không có 40 ký đâu ạ. Ok chị Ngân Huy này. Ngân Huy lên địa chỉ cho em đi nào. 24 ký có chị Nguyễn Thúy Đạt ơi, 30 ký không có đâu chị Ngân Huy, hồi đơn này. Lê Thị Ảo ơi, 23 ký có này, lấy cho em luôn. Cả bộ của nó là 240.000. Nhưng mà là xếp rồi nên là comment áo màu nào, quần màu nào. Thi Nguyễn lên địa chỉ nhà hàng cho em chị ơi. Lên số điện thoại địa chỉ nhà hàng luôn này, không có 30 ký hiệp hiền hủy đơn. Heo con, ok chị heo con em chốt đơn để các chị comment chị heo con giúp em luôn. Có 24 ký Nguyễn Thúy Đạt cho chị địa chỉ số điện thoại không? Chị Nguyễn Thúy Đạt bổ sung lên số điện thoại địa chỉ nào. Đỗ Hoài Tu lên số điện thoại và địa chỉ nhà hàng cho em đây, quần 110.000 một chiếc. Quần này 110.000 một chiếc. Hiện tại còn 25 quần, chị nào chốt thì chốt luôn, không chốt là em để xuống nhà tám luôn. Nha Phương Bùi nha, Nha Phương Bùi và Quỳnh Đinh cho chị địa chỉ số điện thoại nào. Nào chị Nha Phương ấy. Nha Phương Bùi. Nha Phương Bùi và Quỳnh Đinh nào, bổ sung lên số điện thoại và địa chỉ nào chị ơi. Đỗ Hoài Tu bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ nha. Không có em tự động hủy đơn nha, không có tự động hủy đơn luôn. Hàng này khan hiếm không có nhiều đâu, gần Tết rồi bon chen không được đâu. Cúc Kim lên địa chỉ nhà hàng cho em, có 17 ký. Thi Nguyễn lên địa chỉ nhà hàng cho em luôn đi nào. Thi Nguyễn nào cho xin địa chỉ nào. Thi Nguyễn bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ nhà hàng đi nào, có 25 ký chị ơi. Thi Nguyễn nha, Thi Nguyễn trong xin địa chỉ nhận hàng nào, có 25 ký sô cô la hồng bổ sung địa chỉ số điện thoại nhá. Áo da từ 728 ký nào. Áo da màu nâu bò từ 728 ký nhá, để lại số điện thoại địa chỉ cho em luôn nhá. Ok còn... chị bé Nguyễn chốt đơn nha, bé Nguyễn chốt đơn này. Đặt hàng lên số điện thoại, Cúc Vy bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi nào. Không bổ sung đầy đủ em tự động hủy đơn, không có đâu mà chốt nhiều. Sinh Phương chốt đơn nào, Khương Lam này. Nào ok chị Khương Lam nha, chị Khương Lam có đơn thì sao ấy. Ờ chị Khương Lam, ok chị Khương Lam gộp đơn. Thảo Nguyễn lên địa chỉ cho em. Nào chị Sinh Phương ơi, em chốt đơn chị Sinh Phương nha. Chị nào có đơn rồi gộp đơn cho em. Áo bò này, áo da này, còn vài chiếc xả luôn nốt này. Áo bò hai màu, xả tiếp nha, xả tiếp nha, chuyển xả sang mẫu khác luôn này. Chị nào ưng mẫu nào thì comment nhanh cho em luôn. Ngân Huy trong xin địa chỉ số điện thoại. Chị Ngân Huy bổ sung con số điện thoại và địa chỉ nào chị ơi nha. Phương Bùi lên địa chỉ nhận hàng đi nào. Ok Thi Nguyễn đổi Thi Nguyễn luôn. Nguyễn Thìn bổ sung luôn số điện thoại, không nhận hàng trong inbox đâu. Nào Trường Phúc này lên số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em. Nào các chị ơi ngắm cho em siêu phẩm dạ này đi. Hàng giá cao cấp của em này mới về bon chen về đêm qua xong. Cúc Kim chốt đơn nha, Nguyễn Dung chốt đơn luôn này chị ơi. À ship toàn quốc là 30k chị nha, đồng ship toàn quốc là 30k. Mua hôm nay 5 sản phẩm trở lên em sẽ miễn phí ship. Chị nào mua 5 sản phẩm em miễn phí ship tận nhà luôn. Nào Nha Phương Bùi lên số điện thoại về địa chỉ nào. Áo dạng 3 màu này, màu cam này, màu xanh, màu be. Xả 99k một áo, quá rẻ luôn. 99k một áo cho chị nào ngày hôm nay để lại số điện thoại và địa chỉ đầy đủ. Không để lại để chủ em tự động hủy đơn nha, không để lại đầy đủ tự động hủy đơn. 99k một áo, chị ơi 99k một áo. Ok Thi Nguyễn chốt đơn. Chị nào có đơn rồi gộp đơn luôn. Nguyễn Tín này lên địa chỉ nhận hàng đi nào. Trường Phúc lên địa chỉ nhận hàng. Tin Nguyễn chốt đơn luôn này. Ba màu luôn này các chị ơi, màu cam này, màu xanh và màu be luôn nha. Chị ơi áo dạ em xả 99k thôi ạ, dạ xả 99k.
Bò là 130.000 nha, áo bò 130.000. Màu xanh và màu rám khói, màu xanh và màu rám khói nha. Nào chị ơi, bò nhé. Ok chị Phong Phương bà, chị lấy bò màu nào? Comment rõ màu để lại cân nặng, số điện thoại và địa chỉ nha. Chị comment như thế sẽ tự động hủy đơn và nhường cái suất này cho chị khác. Hàng em không có nhiều, đau hàng gần Tết rồi. Thầy mất chị hôm qua 12 giờ đêm đứng canh xe để lấy hàng cho các chị. Thảo Nguyễn chốt đơn luôn này. Có 13 kg, lên số điện thoại và địa chỉ cho em nào. 25 kg nha Phương Bùi nhá. Chị Phương Bùi ấy có nha, lên số điện thoại và địa chỉ cho em luôn. 31 cân không có, 31 cân thì mà vẫn quần không có 31 cân đâu chị ơi. Áo chỉ có 31 cân của áo này, lấy cho bé mặc thì lấy ạ. À. Có 13 kg, anh Tư lên số điện thoại và địa chỉ cho nào cho em. Áo giá 99k, nam nữ đều mặc được hết. Màu cam này, màu xanh và màu be. 99k nha, đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ ạ. À. Không có số điện thoại và địa chỉ em tự động hủy đơn. Không có em tự động hủy đơn. Ok Thương Nguyễn gộp đơn cho Thương Nguyễn luôn. Lấy cái gì đây chị ơi? Ok lấy áo ra một bộ rồi. Ok Thương Nguyễn gộp đơn này. Nào, hàng của em hàng cao cấp nha. Không có bao chị ơi, bao từ từ em chưa lên nha, em chưa lên bao đâu. Nào ok, khoác áo dạ 99k chị ạ. À. Ba màu chị ưng màu nào comment nhanh luôn này. Ba màu luôn, những cái hàng này em còn ít lắm nên là like nhanh. Chị nào đặt thì đặt, không đặt thì em lên cửa hàng. Dạ này đang bán 280, lên này nó liên nói thiên bán 99k. Ok Thủy Dung nha chị ơi, có đơn rồi gộp đơn, chưa có đơn lên đơn cho em. Màu cam này, màu xanh và màu be nha chị nha. Đặt hàng liệu lại bổ sung số điện thoại và địa chỉ này. Áo da em còn một áo da còn 5 chiếc này. Xả luôn 130.000. Ok chị Phương Nam chốt đơn nha. Chị nào có đơn rồi ghi gộp đơn, chưa có đơn lên đơn cho em để em còn biết nha. Để em còn biết em chốt đơn cho các chị. Bổ sung luôn đầy đủ số điện thoại, địa chỉ kèm cân nặng luôn ạ. À. Được kiểm tra hàng trước khi nhận chị ơi. Da này còn 5 chiếc này, chị nào chốt thì chốt luôn. Da này hàng cao cấp loại 1 nha. Khóa đồng luôn nha, khóa đồng cho các chị luôn. Nào bên trong một lớp gió nữa đây này. Mặc thoải mái cho em luôn, có 13 kg cho anh Tư ơi. Yên tâm chị cứ để lại cân nặng, em gửi đúng size cho. Kiểm tra hàng trước khi nhận, không đúng size gửi trả luôn. Ok chị đồ gỗ ngăn ngoan chốt đơn nha. Nào chị ơi đây nè, bộ chị có thể lấy ra áo bò này. Áo bò cả bộ bò 240.000. Chị sao ban lên địa chỉ nhà hàng cho em, Thùy Dung gộp đơn. Nào chị nào có đơn rồi gộp đơn. Chưa có đơn lên đơn cho em, áo bò. Chị nào cũng để lại, không để lại số điện thoại về chị, em không chốt đâu hàng. Thứ nhất hàng không có nhiều. Thứ hai là Facebook bên em đang bị lỗi nên là hôm nay chỉ chốt cho tất cả những chị nào để lại số điện thoại, địa chỉ đầy đủ thôi ạ. À. Áo da 130 chị ơi, ok chị nha, Phương Bùi chốt đơn nha. Nha Phương Bùi chốt đơn, chị nào có đơn người gộp đơn, đấy giọng khàm rồi đấy các chị này. Mai không bán hàng được cho các chị nữa rồi đây này. Nào chị ơi đây chị ơi. Ok, xuyến xích tán gộp đơn nha. Nào quần bò không lông chị ơi, là đừng nhắc quần bò lông nữa, đợt vừa rồi mới lỗ mấy triệu quần bò lông sao không bán được đâu. Áo có 28 kg, hiện tại áo 28 kg, sợ ơi chật chị ơi, 28 kg ơi chật nha. Áo bò 130.000 chị ạ. Hai màu, màu xanh và màu rám cói này, màu xanh và màu rám cói. Đặt hàng lên số điện thoại để chỉ cho em luôn. Ok chị Phương Nam nha. Em quần chị ơi, nhưng mà chị lấy quần màu nào comment cho em đi nào. Chị Thắm Nguyễn ơi, lên địa chỉ nhận hàng cho em nha. Bổ sung luôn địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi nào chị ơi. Đặt hàng lên số điện thoại về địa chỉ nào chị Kim Quý Bùi này, lên địa chỉ nhận hàng cho em. Không đầy đủ em không chốt đâu. Ngày hôm nay trên line này không đầy đủ em hủy đơn hết. Tất cả những đơn không đầy đủ em sẽ tự động hủy đơn. Nào chỉ cần 2-3 phút mà chị nào chưa, 1 phút thôi chị nào chưa không để lại cho em số điện thoại địa chỉ, em sẽ tự động hủy đơn ạ. Ok chị Phương Nam nha, em gộp đơn chị Phương Nam. Hoa gì đây à? Hương dướng hoa, bổ sung cho em địa chỉ nhà hàng chị ơi. Em ở Hà Nội nha, ship toàn quốc 30k. Nam nữ đều mặc đẹp hết chị ạ. 27 kg, có lên số điện thoại và địa chỉ cho em kèm màu luôn. Không đầy đủ em tự động hủy đơn. Hàng em không có nhiều đâu, chốt cho tất cả những chị nào hôm nay để lại cho em đầy đủ thôi nha. Nào em chốt tiếp áo da nào, chị nào đặt áo da nữa không? Áo 28 kg, sợ ơi, áo 28 kg, áo có chị Thắm Nguyễn ơi. Chị lấy áo nâu đấy thì có 28 kg. Lên số điện thoại này, ok sao ban chốt đơn. Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh chốt đơn này. Có Thị Nguyễn ơi, chị có đơn chưa? Chị làm sao mà em biết được? Đặt hàng bổ sung số điện thoại và địa chỉ đầy đủ. Ok chị Quỳnh đi chốt đơn nha, anh Tư chốt đơn. Hoài Tu lên địa chỉ nhận hàng cho em đi nào. Đặt hàng bổ sung đầy đủ, em không cần số điện thoại và địa chỉ em sẽ tự động hủy đơn. Không đầy đủ em sẽ tự động hủy đơn nha, bởi vì Facebook đang bị lỗi các chị ạ. Nên là các chị không để lại đầy đủ là em tự động hủy đơn đấy. Bổ sung đầy đủ nha. Áo bò 130, áo bò và áo da 130. Bán các chị 130 thôi, bán rẻ như cho luôn các chị ơi. Nhập bạn các bạn nhập buôn chưa bao giờ được giá này ý. Bán toàn bán giá sốc cho các chị. Bán toàn xả hàng đẹp luôn. Nói không với hàng fake vàng, nhiều chị hỏi em hàng si trời ơi. Em nói không với hàng fake, hàng loại 1 loại 2. 18 kg vừa chị ơi, lên số điện thoại và địa chỉ luôn này. Nào ok, Đỗ Hoài Thu chốt đơn nha. Nào chị Thuy Nguyễn ơi, bởi vì em không nhớ được rất là nhiều đơn nên là chị đã cho em số điện thoại và địa chỉ rồi, thì chị chỉ cần ghi gộp đơn em nhé chị yêu nha. Chỉ cần ghi gộp đơn cho em thôi ạ. Huế Đồng lên, ok chị Huế Đồng này, chị lấy áo bò màu nào chị ơi? Chị Huế Đồng lấy áo bò nào comment rõ. Màu xanh hay màu xanh hay là màu gì nhỉ? Màu xám khói thì comment rõ.
24 ký vừa chơi lên địa chỉ cho nào cho em đi nào. Ok Nhi Yến này, lấy hai áo lấy bò tám, comment để lại số điện thoại và địa chỉ cho em. Nào 1 phút là chị mà không comment là em sẽ tự động gửi đơn, em nhường cái này cho chị khác, em nhường áo này cho chị khác. Hàng không có nhiều đâu, chiều các mẹ đi làm về qua cửa hàng em chỉ cần 10 phút thôi, 15 phút thôi là em sạch bách cửa hàng. 15 ký có chị ơi, lên số điện thoại và địa chỉ Lily gộp đơn. Huế Đồng, ok chị Huế Đồng lấy màu xanh, lên địa chỉ cho em đi nào chị ơi. Lên số điện thoại và địa chỉ nha. 27 ký vừa chị Thu Ba kèm màu cho em, lên số điện thoại và địa chỉ. Ánh Tuyết này lên cho em địa chỉ đi nào chị ơi. Đúng rồi, áo giả 99k. 24 ký vừa chị Nhật Trần lên cho em địa chỉ đi nào. Áo cho em nào chị ơi, hàng em để xa rồi nha. Tất cả những hàng em bán online cho chị xem đây này. Các chị tập trung vào những hàng mà em đang mua cho các chị này. Nào ok chị Minh Giang nha, lên cho em địa chỉ nhà hàng đi nào. Gộp đơn sao man này 32 ký không vừa rồi chị ơi. Chị Bích Ngọc ơi, chị lấy bò gì chị ơi? Áo bò hay quần bò thì comment rõ cho em nha. Chị comment lên thấy là nhân viên nhà em hủy đơn đấy. Ánh Tuyết lên cho em địa chỉ nhà hàng đi nào. Chị sao man gộp đơn nha. Nào ok chị Ánh Tuyết này, chị Ánh Tuyết ơi, chị lên địa chỉ nhà hàng cho em đi nào. Nào chị Thắm Nguyễn chốt đơn này. Nào chị ơi, tất cả những chị nào không để lại số điện thoại và đầy chủ nhân viên thì em sẽ tự động hủy đơn. Đặt hàng lên số điện thoại đầy đủ. Ok chị Phùng Ngọc Anh Tư này chốt đơn. Nhi Yến lên địa chỉ nhà hàng cho em đi nào. Chị lấy hai áo lấy màu nào, comment rõ lên địa chỉ nhà hàng. Nào chị Minh Thành ơi, bởi vì là em phải nhìn được tất cả các đơn của các mẹ đấy. Nhiều mẹ không, em không mà em không chốt được lại trách em là tại sao mà chị lên rồi không chốt cho chị. Nào không có 30 ký chị yêu ạ, chỉ có từ 7 đến 28 ký thôi nhá. Đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em này. Nào áo da em cũng giảm 130, da và bò em giảm 130.000 một áo. Nào màu khác chị ơi, em giảm nhiều mẫu lắm luôn mà. Này giờ em giảm quá nhiều mẫu luôn. Áo giảm từ 7 đến 30 này, 99k một áo nhá. Ba màu này, màu cam, màu xanh và màu be. Không có chị ơi, rồi làm gì có nó lông kiều chị ơi. Nào thấy thấy chị Hoa lúc đi rồi này, 130.000 là một áo nha chị nha, cộng 30.000 tiền ship vào nữa của chị là 160.000. Heo con này, ok chị heo con chốt đơn luôn, chị nào muốn đổi mẫu nào đổi cho em luôn, em bán hàng cực kỳ giới tính. Nào qua mẫu đi, thích qua mẫu nào chị yêu ơi. Bây giờ chị thích qua mẫu nào, quần bò hai màu, màu xanh và màu đen này, hai màu xanh màu đen. Đặt hàng thì lên số điện thoại kèm địa chỉ cho em luôn. Quần bò này em trả chị 110.000. Nhắc lại quần bò này em chỉ còn 15 chiếc nha, còn 15 chiếc quần bò này luôn. Đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ cho em. Hai màu xanh và màu xanh và màu xám này đúng không? À màu xanh và màu đen chị ạ. Màu xanh và màu đen có chị Vân Huy dần lên luôn này. Nào có không à, có 25 ký chị Thùy Trang ơi, có 25 ký nha, lên cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn ạ. À, có 8 ký Kiều Anh bổ sung số điện thoại và địa chỉ cho em. Nào kaki vàng em lên luôn, nhiều chị hỏi kaki vàng quá. Bạn canh đang mặc đằng sau kaki vàng từ 15 đến 25 nha, 130.000 chốt nhanh luôn này, 130.000 luôn ạ. 130.000 mẫu này chị ơi, từ 7 đến bao nhiêu nhỉ, 28 à, từ 15 đến 25 ký ạ. Từ 15 đến 25, đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ cho em. Kaki này là theo nha, theo chữ đường sau này. Lót lông 100% luôn. Lót lông 100% luôn, không có 37 ký đâu chị ơi, hàng em chỉ có 30 ký là tối đa rồi. Nào đây nha, lót lông này lông cực kỳ xịn luôn các chị ơi, lông đẹp dã man luôn. Đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ cho em luôn. Nào bạn canh em mặc đường sau là áo kaki vàng đây nha các chị nha. Từ 15 đến 25 ký ạ. Nào nhiều chị em hỏi áo phao quá thì em lại lên áo phao này. Đấy khách hàng là thực tế chiều khách hàng đấy. Nào ok chị Cúc Kim nha, lên cho em địa chỉ nhà hàng đi chị ơi. 25 ký vừa chị nha, bổ sung cho em xin số điện thoại và địa chỉ nào. Bổ sung đầy đủ cho em, không đầy đủ em không chốt đâu. Tiếp tục lên phao này, hàng áo phao này em ít lắm nên là em cũng đang ngại bán đây. Đang muốn để cửa hàng bán cho nó được giá. Lên đây bán đắt cho các chị thì không nỡ, mà bán rẻ quá thì em lại lỗ. Nào từ 7 đến từ 15 đến 25 nha, từ 15 đến 25 ký ạ. Nào áo phao này là hai màu xanh rêu và màu xám ạ. Màu xanh rêu và màu xám. Em giả áo này cho các chị là 150.000. Có 14 ký chị Anh đưa lên để chỉ nhận hàng cho em. Hàng này yên tâm em lấy đúng size cho. Nào 9 ký có thì Thanh Hằng ơi, lên số điện thoại để chỉ cho em luôn nào. Thấy chị không quan trọng rồi ạ. Trai gái đều mặc được hết chị ơi, 14 ký chị Anh đưa lên để chỉ cho em. Ok chị Thùy Trang này, Thùy Trang lên cho em địa chỉ nhà hàng nha.
Phao này em giả với giá, phao này em lướt qua thôi nha các chị yêu nha. Những mẫu này em lướt qua thôi bởi vì là em còn số lượng ít lắm, hàng này hàng toàn hàng cao cấp thôi. Em cũng đang ngại la cho các chị bởi vì là bán rẻ quá thì lại em thì lỗ mà bán đắt quá thì lại không đỡ được các chị. 14 kg nào, yên tâm em lấy đúng size cho chị Anh Tư ạ. Chị Duy Hoàng em còn chưa báo giá. Nào giá 150.000 nha. 150.000 một áo phao này ạ. À, màu xám và màu xanh rêu. Chị Du Vi Hoàng comment cho em là phao xám, lên số điện thoại và địa chỉ cho em luôn. Bổ sung ngay luôn số điện thoại và địa chỉ luôn để chốt luôn này. Từ 15 đến 25 kg ạ. À. Từ 15 đến 25 nha. Hàng lẻ size này là em cũng em muốn để ở cửa hàng bán, cửa hàng em đang bán là gần 300.000 chiếc áo này. Gần 300.000 chiếc áo này. Ngày hôm nay trên live này bán cho các chị 150.000, bán đắt quá thì tội các chị. Nào 20 kg có chị ơi, lên số điện thoại và địa chỉ nha. Từ 15 đến 25, đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ cho em ạ. Quá xinh luôn, hàng này hàng phao cao cấp nha. Hàng loại 1 nha các chị ơi, nói không với hàng phao phách và hàng loại 2, loại 3. Nào ok, Trường Phúc này lên địa chỉ nhận hàng cho em. Chị có đơn rồi, gộp đơn cho em chị Trường Phúc ơi. Chị có đơn rồi, gộp đơn nha. Áo bò mũ này 130.000 một áo, bán 130.000 một áo, bán rẻ cho các chị thôi. Hàng này hàng đẹp. Chị Trường Phúc lên để chị nhận hàng cho em luôn này. Áo bò và áo da sạc đồng giá 130.000 luôn. Bò hai màu, màu xám và màu xám và màu gì nhỉ? Màu xám khói và màu xanh này. Ok chị Hoàng chiên chốt đơn nha. Nào ok Ngân Huy lên cho em địa chỉ nhận hàng đi nào. Có 23 cân chị gạo gọi ơi, lên cho em địa chỉ, chị có đơn rồi gộp đơn cho em. Không có 33 kg đâu ạ. À, chị Thùy Trang ơi, pha em còn đúng màu mẫu đấy chị ạ. À, em chỉ còn đúng mẫu đấy. Từ gần như là đợt này về pha em hết sạch. Về pha em sạch bách pha luôn. Từ 7 đến 30 từ 7 à quên từ 15 đến 25 nha. Ok chị Mộc Trà gộp đơn. Chị nào mua thì đặt gộp đơn cho em hoặc là lên địa chỉ thôi, chứ còn hàng đấy hàng cao cấp em để ở dưới cửa hàng em bán. Ở cửa hàng hiện tại em đang bán riêng cái chiếc áo phao đấy là 295.000, 295.000 chiếc áo phao đây nha. Lên này em chỉ bán cho các chị, trên live này em chỉ bán cho các chị với giá là 150.000. Ok gộp đơn chị Mộc Trà. Đấy chị nào lấy thì lấy, còn không lấy thì em để cửa hàng thôi. Hàng cao cấp hàng loại 1 em nói không với hàng fake. Thùy Trang lên để chỉ nhận hàng cho em. Có 15 kg chị mua cho lấy màu nào comment rõ. Thanh Hằng lên để chỉ cho em. Hồng Dương Hoa chốt đơn. Chị nào có đơn rồi ghi gộp đơn, chưa có đơn lên đơn. Chị Một Bí lên để chỉ nhận hàng cho em chị ơi. Chị nào có đơn rồi chỉ cần ghi gộp đơn giúp em thôi, còn chưa có đơn là phải lên đơn nhanh cho em luôn. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì không còn đâu. Nào ok chị gì đây, chị Ruby Hoàng này. Lên để chỉ cho em chị ơi. Chị Ngọc Anh Thư ơi hết nha. Ok chị Một Mí chị ơi, lên số điện thoại để chị nhá, chị có đơn rồi chị gộp đơn cho em ạ. Chị heo con lên để chị heo con gộp đơn này. Đấy chị ơi, áo phao đấy hàng cao cấp của em nha. Nào áo phao 150.000 chị ạ. Hiện tại ở của em ở cửa hàng em bán là 295.000. Lên trên này em xả cho các chị. Ngoài thị trường áo phao này không hơn 300.000 luôn nha. Nào hơn 300.000, đổ buôn em đã đổ buôn là em đang đổ buôn là 178 rồi. Ngày hôm nay bán cho các chị với giá là 150.000, chị nào đặt thì đặt thôi. Còn để cửa hàng em bán, em cửa hàng em bán được giá. Lên trên này bán đắt thì không đỡ cho các chị. Nào ok chị dối lòng này lên để chỉ cho em chị ơi. Chị lấy áo phao màu nào comment nhanh cho em nha. Có 20 kg chị ơi, lên số điện thoại để chỉ nhận hàng đi ạ. Lấy áo bò màu nào comment rõ giúp em. Không comment là bò đâu nha. Bởi vì em có áo bò và quần bò. Nào chị Miu ơi, chị comment gì đây? Tiền ship là 30k chị nha. Em ship toàn quốc 30k chị nào mua 5 sản phẩm em sẽ miễn phí ship. Mua 5 sản phẩm em sẽ miễn phí ship tận nhà luôn. Hai màu, màu xanh và màu giấm khói này. Màu xanh và màu giấm khói em kết hợp cả quần bò lên cho chị xem. Quần bò này cũng xinh đáng ăn luôn. Nào quần bò thế nào, không có 40 kg chị nha. Quần bò hai màu này, màu xanh và màu đen này. Quần bò hai màu, màu xanh màu đen. Đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em. Không đầy đủ em không chốt đâu, nhắc lại không đầy đủ em không chốt. Hôm nay là bởi vì sao, nhiều chị là cũng ok, em cũng có thể là nhiều khách quen là chỉ cần gọi điện lại thôi, nhưng mà hiện tại là Facebook nhà em nó đang bị lỗi nên là em sẽ không nhắn tin cho các chị được. Chị nào đầy đủ thì em chốt, em chỉ gọi điện là check một lần nữa thôi, còn không đầy đủ em tự động hủy đơn nha. Hàng em nói thật với các chị luôn, bây giờ gần Tết rồi các chị biết cái gì cũng đắt cực kỳ khan hiếm. Chị Ngân Huy em chốt đơn ạ. Nào lấy quần bầu nào comment rõ, Ruby Hoàng em chốt đơn từ 7 đến 28 kg nha. Quần báo đủ size từ 7 đến 28 kg, 130.000 một áo, 110.000 một quần, cả bộ là 240. Quần này em không bán, em bán lẻ, em không bán theo set. Nên là chị nào lấy quần màu nào, lấy áo màu nào comment rõ cho em luôn. Không comment tù mù em tự động hủy đơn. 20 kg có Mimi lên để chỉ cho em. Nguyễn Hà Mi lấy áo phao màu nào comment rõ ràng cho em ạ. Chị Mi Hoa ơi, chị để lại cho em xin địa chỉ nha. Chị nào gộp đơn thì ghi là gộp đơn cho em, còn chị
nào chưa có thì lên số điện thoại và địa chỉ đầy đủ giúp em, không đầy đủ em sẽ tự động gửi đơn đấy, thiệt các chị thôi. Hàng bên em mua bên em các chị không bao giờ thiệt mà chỉ có lời thôi, chỉ có em thiệt thôi, chỉ có em thiệt đây này. Nào hai quần hai áo mi hoa chị comment rõ màu cho em nha, chỉ bằng comment như thế là em sẽ hủy đơn. Nguyễn Hà My lấy pha màu nào comment rõ lên địa chỉ đi nào, bổ sung luôn đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nào. Áo da màu nâu em còn duy nhất một màu nâu này các chị ơi, còn duy nhất một màu nâu. Áo da này em chỉ còn duy nhất 5 chiếc thôi các chị nha, rồi vừa rồi hot là hot luôn các chị, hot là hot luôn. Thị trường bán rẻ các chị một, em bán rẻ cho các chị 10 luôn. Chị ơi màu hoa này gộp đơn. Nào quần em đang cầm là size quần em đang cầm này là cầm chắc từ 7 đến trên 10 ký là mặc vừa thôi. Yên tâm là em lấy đúng size cho nha, em lấy đúng size cho. Nhà hôm nay em sẽ đích thân lấy size cho các chị nên các chị yên tâm. Chị nào mà để lại số điện thoại và địa chỉ đầy đủ ngày hôm nay, ngày hôm nay em này lấy size và đóng hàng cho các chị nha. Nào ok chị Mi Hoa này lấy màu xanh chị ơi, chị lên cho em số điện thoại và địa chỉ đi nha. Comment giúp em áo xanh quần xanh và ghi đã hai bộ để em nhân viên nhà em còn biết. Em hiểu nhưng nhân viên nhà em không hiểu đâu. Đây là các chị ghi rõ ràng cho em. Màu nâu này em giảm 130.000 thôi. Đặt hàng thì lên số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Không có tự động hủy đơn, em nhắc lại rồi, không có tự động hủy đơn. Hàng em bây giờ cực kỳ khan hiếm luôn. Em đi lấy hàng mà như kiểu như là chạy lung với các chị ơi, chạy vội vàng cũng như là mẫu nào đẹp là lấy cho các chị. Ok chị Gạo có chốt đơn, gộp đơn chị Minh Giang. Áo phao có hai màu chị ạ. Hàng này áo phao hàng cao cấp loại 1 nha, nói không với hàng fake và hàng loại ai. Hàng này không bao giờ có chuyện hàng đổ buôn luôn các chị ạ. Nào các chị này, em còn không dám bán buôn cái áo phao này ấy, bởi vì là nó quá đẹp. Em chỉ để bán cho khách lẻ nhà em thôi. Ok chị Đỗ Hoài Du, chị Gạo coi em chốt rồi, gộp đơn mộc trà. Nào phao có hai màu này, màu xanh và màu xám nha. Màu xanh và màu xám, xanh rêu và màu xám. Đây các chị đặt thì để lại số điện thoại để chỉ cho em thôi, hàng này em không có nhiều đâu. Ok chị Hiếu mình chốt đơn, Thảo Hoàng chốt đơn. Nào Yến Nhi này không để lại đủ em không chốt đâu. Nhi Yến chốt đơn luôn. Chị Đỗ Hoài Thu này yên tâm em gửi đúng size chị nha. Chị đổi size nào thì comment rõ ràng cho em. Nhĩ ơi nâu chị Quỳnh Quyên ơi nâu em bán 130 đơn đây này. Nâu em còn có 5 chiếc không có nhiều. Vi Phương lên địa chỉ nào cho em chị ơi, 20 ký vừa nha. Áo bỏ màu đen nha, rồi quá rẻ luôn các chị ạ. Đặt hàng bổ sung số điện thoại và địa chỉ đầy đủ cho em. 25 ký vừa ok chị Mi Hoa gộp đơn nha. Chị Mi Hoa em gộp đơn cho chị nha. Chị Mi Hoa ơi chị nếu mà chị đồng ý ghi ok cho em để biết em gộp đơn. Nào chị Hoa Lucky này, chị Hoa Lucky ơi kaki mà bỏ hết hủy đơn. Kaki em chỉ còn có mỗi một màu vàng thôi nha. Chị đặt hàng thì đặt cho bé có 26 ký. Chị Ly Phương Thu lên để chị làm cho em này. Này kaki em còn màu vàng này, bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Chị Hoa Lucky hủy đơn nha, em còn duy nhất màu vàng thôi. Đặt thì đặt cho em màu vàng. Em biết màu bò rồi chị yêu ạ. Hàng đấy cực kỳ hiếm luôn, em thề các chị luôn đấy chị ạ. Bon chen hàng á, kinh khủng khiếp luôn. Màu nâu đỏ gì ơi, có 8 ký không? Có 8 ký chị Phương Nguyễn ơi, là màu nâu này. À không có 8, à đúng rồi, đúng size từ 7 đến 28 ký. Màu này đúng size từ 7 đến 28 ký, nhiều quá các chị ơi, lần này về nhiều hàng quá. Với lại nó cũng lẻ size nên là đâm ra là nó cũng hơi bị loạn một chút này. Nào áo bò này, áo da này từ 7 đến 28 ký nhá. Chị nào đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ này, dạ 99k chị ơi. Dạ em giả 99k một áo này. Đặt hàng lên số điện thoại và địa chỉ cho em. Dạ 3 màu này. Màu be này, màu cam và màu xanh nha. Ok chị Vi Phượng chốt đơn. Nào chị Thùy Trang này, ok chị Thùy Trang chốt đơn nha. Nào Nguyễn Hà My chị ơi, không phải bàn cái về áo phà áo kaki nhà em đâu. Em còn mỗi màu vàng là chị biết nó hot đến mức độ nào rồi. Nào Đỗ Hoài Thu em chốt đơn nha. Nào ok Nguyễn Hà My này địa chỉ Trần Phú Hà Đông Hà Nội, ok chốt đơn luôn. 15 ký có Phương Nguyễn lên địa chỉ cho em, 8 ký có nha chị Phương Nguyễn ơi. Ôi dồi ôi, hai bên chị Phương Nguyễn luôn. Bổ sung luôn số điện thoại về hai chị Phương Nguyễn luôn này, bổ sung luôn số điện thoại địa chỉ cho em này. Thấy chị hiểu hình rồi chị ơi phao có hai màu thôi, mà phao nó hàng cao cấp. Này em cũng đang ngại bán bởi vì là nó cũng còn ít nên là bán đắt cho các chị ấy thì lại bị lỗ, mà bán rẻ cho các chị thì lại không nỡ nên là cũng đang ngại bán này. Áo phao hai màu nha, màu xám và màu xanh rêu này. Hai màu này em bán đồng giá luôn 150.000 các chị dễ mua luôn, từ 15 đến 25 nha, lẻ size lắm, từ 15 đến 25. Ra 130 chị ạ. Chị Trần Cát Minh ơi ra 130 chị yêu nha. Nam nữ này mặc đẹp chị ơi, hàng thì bên em có riêng nam hay riêng nữ đâu. Đợt áo phao vừa rồi nha, đợt áo phao vừa rồi em mới xả cho các chị xong đấy. Xả hết sạch sạch luôn. Còn hai màu này em xả nốt luôn. Không có chị nhẹ nhàng ơi, không có đâu chị yêu ạ.
Chị Vi Mai ơi, đáng ký có chị lên số điện thoại về địa chỉ nha. Chị Thùy Trang ơi thấy rồi chị ạ. Chị Thùy Trang em thấy rồi nha, em thấy thông tin của chị rồi. Ok chị Lý Phương Thu này, Lý Phùng Thu đúng không? Lên cho em địa chỉ nhà hàng chị yêu ơi. Lên cho em địa chỉ nhà hàng đi nào. Em đang ngắm xem là còn cái gì để xả nốt. Đang ngắm xem là còn cái gì để xả nốt cho các chị luôn. Ok chị Vi Mai lên địa chỉ nhà hàng cho em nào chị Vi Mai ơi. Lên cho em địa chỉ nhà hàng đi nào chị ơi, tầm 3 đến 4 ngày chị nha, tầm 3 đến 4 ngày. Tí nữa em sẽ đích thân này, tí nữa em Thủy sẽ đích thân đóng hàng cho các chị yêu luôn. Áo bò là 130.000 chị ơi. Nào chị Vi Mai lên địa chỉ nhà hàng cho em đi ạ. Áo bò 130, quần bò 110 nha. Áo da 130 chị ơi, áo da có duy nhất màu nâu với lại cũng còn có 5 chiếc thôi. Đủ size từ 7 đến 8 ký. Ok chị Ly Phương Thu chốt đơn. Khi nào giao hàng chị ơi, chiều nay giao hàng luôn. Chiều nay đóng hàng giao hàng luôn cho các chị luôn. Bởi vì là em cũng biết là lạnh rồi nên là các chị cũng ngóng hàng. Từ 7 đến 28 ký ạ. Đúng rồi chị Mimi ơi, em chỉ còn duy nhất màu vàng thôi, em xả hết rồi còn duy nhất một màu vàng. Lúc nãy em nói rồi em không tìm thấy màu vàng, bây giờ tìm thấy rồi này. Từ 7 đến 28 ký nha. Từ 7 đến 28 ký vừa áo da và áo bò. Áo kaki vàng em còn từ 15 đến 25 thôi ạ. Kaki vàng còn từ 15 đến 25, kaki vàng này cũng đẹp lắm. Đặt hàng thì bổ sung luôn số điện thoại và địa chỉ cho em ạ. À. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha. Hàng em không có nhiều đâu, nhắc lại hàng em không có nhiều đâu. Mẹ nào đặt thì để lại số điện thoại địa chỉ đầy đủ. Thứ hai là face của em cũng đang bị lỗi nữa. Nào, không có đâu chị ơi, áo da bên trong một lớp gió nha. Áo da dày lắm rồi, áo này cảm gió rất là tốt rồi, lớp lông làm gì nữa chị. 15 ký vừa thì Du Minh Nguyễn lấy mẫu nào comment để lại số điện thoại và địa chỉ nha. Để lại đầy đủ số điện thoại và địa chỉ cho em ạ. À. Áo bò hai màu, màu xanh và màu màu xám khói này. 14 ký vừa chị ơi, chị nhẹ nhàng ơi. Lên cho em địa chỉ nhà nào thế nào. Lên cho chị mấy bộ bò này. Nào xả cho chị mấy bộ bò này. Không có 30 ký lấy sang áo giả chị nha. Không có phao 30 ký đâu chị ạ, à. Em chỉ có 30 ký áo giả thôi. Nào xả cho chị bộ bò từ 7 đến 28 ký này. Từ 7 đến 28 ký. Size lớn nhất 28 ký chị Nguyễn Phạm nha. Đây chị ơi, bộ bò em xả 150.000 này. Bộ bò gu xì theo nha. Gu xì theo nào, ok chị ạ. Chị nhanh nhạc ơi, em không dồn đơn với ai đâu. Chị cứ lên số điện thoại và địa chỉ cho em nha. Chị cứ lên số điện thoại để chỉ cho em gạo còi gộp đơn. Chị cứ lên đầy đủ cho em chị ạ. Em không gộp đơn với ai đâu. Hàng em không có nhiều đâu nên là em không ấy đâu. Ok chị Thùy Trang nha. Nào ok chị ơi. Ok chị cứ chuyển khoản cho em nha. Chị cứ chuyển khoản cho em xong rồi em sẽ ship tới cái địa chỉ mà chị nhận nha. Ok chị ơi được nha. Nào chị lên số điện thoại địa chỉ cho em. 28 ký có chị ơi, nào em lên bộ bò này cho các chị này, đẹp dã man luôn. Trời ơi xong cái bộ đòn nó đẹp kinh khủng luôn các chị này. Nào gu gì theo này các chị này. Em mới về đêm qua hàng tay mát vẫn đang còn nguyên này. Mới về đêm qua xong. Chị Du Minh Nguyễn chị lấy mẫu nào chị ơi, lên cho em số điện thoại và địa chỉ đi nha. Chị lấy mẫu nào chị phải comment rõ cho em. Bộ bò hay là áo bò thì phải comment rõ. Ok Trường Phúc nha. Nào chị ơi lại đổi mẫu nào cứ comment cho em luôn. Gộp đơn thì ghi gộp đơn nha. Chưa có đơn lên số điện thoại và địa chỉ. Nào ngắm cho em bộ bò này đi. Hai màu, màu xanh và màu xám này. Xả luôn với giá là 150.000 cho nó máu luôn. Xả luôn 150.000, 50.000. Bán luôn 150.000 cho máu luôn các chị ơi. Bộ này mới về luôn nha. Em còn chưa kịp ấy giá ra cơ. Em còn chưa kịp xem là hàng về thế này giá bán như nào luôn. Bán luôn 150.000 luôn, máu luôn. 150.000 một bộ luôn này. Nếu mà nó rẻ quá, nếu mà nó đắt quá thì em chịu lỗi với các chị luôn nha. Nào chưa được xả vài bộ thôi này, xả một vài bộ thôi. 17 ký có vừa chị ơi. Chị Dung Minh Nguyễn ơi, chị lên địa chỉ nhà hàng cho em nha. Comment giúp em là áo da nâu và kèm địa chỉ luôn ạ. Chị nào đặt thì comment giúp em là bộ bò nha. Comment là bộ bò gu xì này. Không thì comment là gu xì xanh, gu xì xám. Kèm số điện thoại và địa chỉ, chị nào có đơn rồi gộp đơn. Em xả nhanh thôi nha, hàng này em chưa lên giá. Em không biết bao nhiêu em bán thế này. Em bán này sợ lỗ lắm, tôi không dám bán nữa. Nào hai màu này này, màu xanh và màu xám này, đặt màu nào thì comment rõ giúp em là gu xì kèm màu kèm số điện thoại luôn ạ. À. Nào ok chị Vi Mai này, chị ơi yên tâm em lấy đúng size cho, yên tâm em lấy đúng size. Hàng ở đêm nay em không lấy đúng size cho từng chị xem được đâu. Chị em được kiểm tra hàng trước khi nhận nha, hàng bên em được kiểm tra trước khi nhận. Đặt hàng thì lên số điện thoại kèm địa chỉ luôn ạ. À. Comment cho em là gu xì xanh hoặc là gu xì xám, bổ sung lên số điện thoại và địa chỉ đầy đủ giúp em. Giá của nó là 150.000 ạ. À.
Chị anh Thảo ơi, chị comment giúp em là gu xì xám nha. Chị comment thế em hủy đơn ạ. Chị comment thế em sẽ tự động hủy đơn nha. Ok, để Du Minh đến chốt đơn nha. Chị nào có đơn rồi gộp đơn chứ có lên lên đơn cho em. Chị anh Phạm comment giúp em là gu xì xám chị nhá. Chị comment thấy nhân viên nhà em hủy đơn đấy, xám em nhiều xám lắm, em không biết xám cái gì đâu chị ơi. Đặt hàng thì lên số điện thoại và địa chỉ cho em ạ. Ok chị Thùy Trang nha. Ok chị Thùy Trang, chị có thể chuyển khoản trước cho em. 11 tuổi bao nhiêu cân chị Nguyễn Thiêu ơi, tại vì em bán theo cân nặng chị ạ. Em bán theo cân nặng chị nhá. Có rất là nhiều bé tuổi như thế đấy, ví dụ như là bé 1 tuổi này, nhưng mà có bé 9 10 cân, nhưng có bé 1 tuổi đến tận 14 15 cân cơ. Nên là các chị phải cho em cân nặng chính xác để em còn biết em gửi sai. Ok chị anh bạn này, chị ơi gộp đơn hay là lên số điện thoại và địa chỉ lên chị ơi. Đúng rồi chị Thùy Trang ơi, đúng rồi. Chị lấy mấy áo màu vàng là 130 và ship là 30k là 160, đúng rồi chị ạ. Ok chị gạo còi nha. Chị gạo còi cẩn thận quá, đấy. Rất là cẩn thận luôn. Chị ơi can kim còn màu vàng thôi. Đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ cho em. Từ 15 đến 25 chị nha. Ok chị Trần Nhi nha, chị ơi chị có đơn rồi gộp đơn cho em chưa, có đơn lên đơn cho em nào chị ơi. Áo bò có lông trắng nhé, em làm cái gì đây chị ơi, em không có áo bò lông trắng đâu, hủy đơn. Không, nói chung không đầy đủ, không có đơn, không có em hủy đơn luôn. Hàng em nói trước rồi em không có nhiều, chị làm nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì thiệt thôi. Hàng nhà em mua hàng nhà em chỉ có lời với các chị thôi, chưa bao giờ thiệt. Nào, thị trường bán rẻ các chị một vào đây, em thủy bán rẻ các chị 10 luôn. Hoàng Hương lên để chỉ nhận hàng cho em chị ơi. Lấy gu xì xanh con đúng rồi chị ơi, comment rõ ràng thế giúp em, lên để chỉ nhận hàng cho em luôn. Không có hoặc là comment thế em hủy đơn luôn. Hàng không có nhiều, hàng không có nhiều, bán như này bán chị ân các chị chứ lời lãi bao nhiêu đâu, chủ yếu là bán số lượng. Ở cửa hàng riêng như mẫu này á, toàn trên hơn 200.000 của em thôi. Hàng cao cấp của em chứ không phải là hàng nó đổ buôn ở ngoài đống ở ngoài chợ đâu. Các chị ra ngoài chợ xem nó đổ một đống là luôn cho các chị luôn. Bán quá là rẻ luôn, nhiều chị đi so sánh. Đừng so sánh hàng của em với bất kỳ một hàng nào ở ngoài chợ nhé các chị nha. Hàng bên em là hàng cao cấp, hàng Quảng Châu loại 1 nha, không phải hàng Liên Đăng Tiên. Nào ok chị Du Minh Nguyễn nha, gộp đơn. Chị nào có đơn rồi thì gộp đơn cho em. Chưa có đơn thì lên số điện thoại và địa chỉ. Nào chị nào xem mẫu nào được comment vào đây cho em nha. Xem mẫu nào được comment vào đây cho em luôn nào. Chị nào chưa đầy đủ thì bổ sung đầy đủ cho em. Cái áo em cầm là 130 chị ạ. Áo bò lót lông nha. Ok chị Kim Anh Phạm luôn. Chiều khách hàng như thế đấy, khách hàng là thượng đế mà. Nào đây nào chị ơi, quần bò hai màu, màu xanh màu đen. Đây chị Dung Mago ơi, chị Nhật Minh ơi, đây quần chị nhá. Có 18kg chị Trang chị nhạc, lên số điện thoại để chỉ cho em. Quần không lót lông đâu chị ơi, quần bò không lót lông chị nha. Hai màu, màu xanh màu đen ạ. Đặt hàng thì lên số điện thoại địa chỉ đầy đủ cho em. Không đầy đủ em tự động hủy đơn. Em bảo nhân viên nhà em rồi, hôm nay không có hủy đơn chị. Hủy đơn hết, hàng không có nhiều đâu. Để xuống cửa hàng một lúc thôi là hết sạch luôn. Chiều các mẹ đi làm về, đón con đi làm về vào thử là hết luôn. Ok chị Trần Nhi lên để chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Kim Anh bạn lên để chỉ nhận hàng nha. Quần em bán 110.000 một chiếc và combo 2 chiếc. Ngày hôm nay em bán các chị 200.000. Ở cửa hàng ngày hôm qua các chị ấy vẫn mua với giá, các chị ấy đến cửa hàng em vẫn mua với giá là 180.000. Em bán cho các chị 110.000, các chị thử nghĩ xem. 70.000 nha, lời ra tận 70.000. 2 chiếc này các chị này, 2 chiếc combo 200.000 cho các chị luôn. Có chị ông anh ơi, có phao. Lên áo gì chị Thanh Lê ơi, lên áo gì nào, chị thích lên áo gì em lên cho chị. Chị Kim Anh bạn ơi, ra đâu đây nha. Giá đâu này, từ 7 đến 28kg chị nha, 130.000 thôi ạ. Đặt luôn chị ơi, em còn có 5 chiếc, đặt luôn cho bạn đấy luôn. Hà em còn đang, ok chị Thùy Trang này. Chị Thùy Trang em nhìn thấy rồi nha, chị Thùy Trang nha, yên tâm đi em gửi cho. Tí nữa cứ chuyển khoản cho em đầy đủ em gửi hàng hết. Đúng rồi chị Dung Mago ạ, chỉ có hai màu thôi. Quần bó hai màu đấy là hot nhất rồi ạ.
đang hot lên nhất thị trường rồi chị ơi, không có màu nào đẹp hơn đâu. Bởi vì hàng của em là lúc nào em cũng chuyên về áo khoác và quần bò, nên là em tất cả những mặt hàng này khi em lấy về em tham khảo thị trường và em tham khảo giá luôn, em bán rẻ hơn so với thị trường luôn, cho máu luôn á chị ạ. Nào ok, có 20 ký mini lên để chị nhận hàng cho em. À ok, chị Thùy Trang nha, rồi ok. Đấy, chị Thùy Trang rất là cẩn thận luôn. Có 28 ký chị Nguyên Phạm ơi, quần có 28 ký nha. Lên số điện thoại để chỉ cho em. Đặt luôn quần, đặt luôn áo luôn này, bò lót lông này. Bò này cực kỳ xinh luôn, nói chung thời tiết này mà các chị không đặt bò lót lông với phao với lại da thì cực kỳ tiếc luôn. Chị Dung Mang ơi, không có chị ạ. Chị mua 5 cái thì em để chị 100 nghìn một chiếc luôn. Em để chị 99k một chiếc luôn, tức là 100 nghìn một chiếc. Em để chị 5 cái 500 nghìn luôn. Bình thường không bao giờ có giá đấy đâu. Chị Dung Mang ô và chốt là em còn chỉ còn 10 chiếc quần nữa đấy ạ. 10 chiếc quần mà không dám bán luôn các chị ơi, em còn không dám bán luôn. Em cứ bán rẻ bởi vì là nó đẹp mà nó không còn nhiều nữa. Đợt này hàng về khan hiếm đã mang luôn, không có nhiều để mà bán luôn các chị ạ. Em còn ngừng đổ xỉ luôn. Bình thường là lấy nha, đợt vừa rồi về đợt đầu nhá, rồi em đổ xỉ kinh khủng luôn. Nhiều bạn xỉ nha. Hôm nay đặt nha, ngày mai đặt thêm luôn, nhưng mà bây giờ đã ngừng rồi. Bởi vì không có nhiều nữa rồi, hàng bây giờ khan hiếm lắm. Hàng bây giờ không có nhiều. Chị đang đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ cho em nha. Nào chị nào xem mẫu nào nó không nào, rồi bây giờ lạnh rồi lại còn sơ mi với áo thun nữa chị ơi. Lạnh lắm rồi, đặt áo khoác cho bé luôn đi nào. Ngồi trong phòng mặc áo khoác thôi mà em còn rét run luôn này. Có 28 ký chị Hằng Nguyễn ơi, lên để chỉ cho em nha. Ok chị Dung Tu nha, chị ơi có đơn rồi đúng không, gộp đơn chị luôn. Chị Dung Tu có đơn rồi mà đúng không, chị Dung Tu ơi, ghi ok cho em nào chị yêu ơi. Em nhớ là chị có đơn rồi. Có 17 ký chị Anh Phạm, lên để chỉ cho em đi nào. Lên địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi ạ. À. Ok chị ạ. Anh Nguyệt Nguyễn Phạm này, gì đây chị lấy những cái gì đây? Ok chị Anh Nguyệt Nguyễn Phạm nha, chị lấy màu nào chị ơi? Chị Thùy Trang ơi, ok chị nha, tí nữa sẽ có người gọi điện cho chị để chị chuyển khoản nha. 10 ký. Không có chị ơi. Không có đâu chị Ngọc Nhung ạ. À. Hàng nhà em chuẩn loại 1 nha. Hàng nhà em chuẩn loại 1 các chị ơi, nói không với hàng fake nha. Hàng ngày này em cũng bán cho các chị chứ không phải là bán một lần hai lần rồi em chạy mất tép luôn. Chị Trần Nhi em chốt đơn nên là các chị yên tâm đi. 12 tuổi bao nhiêu cân thì nhưng mà hàng 12 tuổi chắc không có đấy chị ơi. 12 tuổi bao nhiêu cân, tại vì quần em chỉ có đến 28 ký thôi. Áo này có lót lông chị ơi, lót lông 100% luôn ạ. À. Cực kỳ ấm luôn chị ơi, bỏ lót lông nha. Chị Kiều với bạn với chị lên để chỉ nhận hàng cho em đi nào. Chị Nhung Mang ô tiếc quá. Ok chị Ánh Nguyệt Phạm nha. Chị lên số điện thoại để chỉ cho em. Màu xám khói và màu xanh chị ạ. Màu xám khói và màu xanh nhá. Đặt hàng lên số điện thoại để chỉ ok chị Mimi chốt đơn. 6-4 giờ nhà em ship ok chị Dung Thu nha. Chị đang còn nhớ luôn. Đúng rồi chị ơi, mua 5 sản phẩm trở lên em sẽ miễn ship chị Dung Thu, nhớ ấy nè. Ok chị em Nguyễn lên để chỉ cho em. Chị em Nguyễn ơi, hình như chị có đơn rồi sao chị em Nguyễn ạ? À? Chị ghi gộp đơn cho em, nếu mà chưa có đơn chị lên đơn cho em nha. Lấy luôn combo hai quần chị ơi, trời ơi đẹp 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 kinh khủng luôn này, còn rẻ nữa. Lấy một quần tiếc lắm chị ạ. À. Lấy một quần tiếc lắm, lấy combo hai quần luôn chị này. Lấy màu đen và màu xanh cho bạn ấy thay đổi luôn. Đây nha, lấy hai màu thay đổi luôn chị ơi, đẹp đẹp không còn từ nào diễn tả nổi nữa rồi. Ok chị không quan trọng này, chị không quan trọng chốt đơn nha, Trang chị chốt đơn luôn này. Ok chị Thùy Trang nha, rồi ok chị ạ. Rồi ok chị Thùy Trang, chị yên tâm chị Thùy Trang nha. Quần bò 110 chị ơi, combo 2 chiếc 200 nghìn nha. Đặt luôn hai cái chị ơi, đừng đặt một cái tiếc lắm em nói thật. Tiếc kinh khủng luôn, hàng này nó quá đẹp luôn. Hàng về như kiểu nhỏ giọt đấy chị ơi. Em trông hàng như kiểu như là ngày nào mất mất cán mất ngủ để trông hàng cho các chị để xem nó về chưa. Không có 30 ký chị Hòa Đỗ Thị ơi, hủy đơn nha, không có 30 ký đâu. Hàng mà không có sai số các thứ các chị comment không để lại số điện thoại để chị em tự động hủy đơn. Em nhường đơn đấy cho những chị khác. Thấy chị Kiều vi phạm rồi ạ. À. Không có chị ơi, em không chuyên về những cái đấy. Em chỉ chuyên về quần và áo khoác thôi. Đây là các chị yên tâm, những cái hàng mà một khi mình đã yêu thích ấy, mình đã chuyên về những mặt hàng đấy rồi thì khi nào mình lấy hàng mình cũng sẽ đắn đo về chất lượng, về giá cả để bán như nào cho các mẹ phù hợp nhất để cho các mẹ mua để mặc với bé, bởi vì là em cũng có con nhỏ nên là em hiểu các mẹ đi mua là
Đúng rồi, thấy rồi chị Út nào ơi, em thấy chị rồi này. Nào bận lạnh mẹ lại. Ok chị Thùy Trang nha chị. Chị Thùy Trang ơi, có màu đất lông chị yêu này. Có màu đất lông chị ơi, đẹp lắm. Chị Thùy Trang là áo đất lông này đẹp cực kỳ luôn. Màu xanh và màu trắng có, nhưng mà em nghĩ chị nên lấy màu xanh cho nó đẹp. Màu xanh cho bạn ấy cho nó đẹp. Đây này, gót lông 100% luôn chị ạ. Vú cũng có lông nha. Full lông 100% hết. Ấm cực kỳ là ấm luôn. Mùa này mà không mua cái áo này thì mua áo nào bây giờ các chị yêu nhỉ? 130.000 thôi chị ạ, à, 130.000 nha. Lúc này cũng phải tham khảo bán như nào cho các chị hợp lý nhá. Đấy, bởi vì là tâm lý chung đi mua hàng mà các chị bán như nào cho hợp lý cho các chị mua này, về giá cả, về chất lượng. Em bao chất bao giá với các chị luôn nha. Ok chị Mimi nha, không đúng size gửi em luôn chị Mimi nhá. Mở hàng ra không đúng size gửi trả em luôn, không ép không bắt phải lấy chị Mimi ạ. À, từ 7 đến 28 kg nha. Nào chị nào đặt hàng thì bổ sung luôn số điện thoại địa chỉ cho em luôn nào. Bởi vì là nếu mà như là nếu mà không còn chị hỏi mẫu nào thì em ngừng ngay đi đóng hàng. Chị nào mà đặt hàng thì đặt luôn cho em luôn. Hỏi mẫu nào để comment cho em luôn nhé chị yêu nha. Không có 30 kg đâu chị ơi. Ôi dồi ôi, bây giờ lại còn hỏi em áo thun áo sơ mi nữa. Em không chuyên về những cái đấy đâu chị à, em chỉ có áo khoác thôi. Nào những cái đấy chẳng qua mùa hè thì em lấy thêm để cho các chị thôi, chứ còn em không chuyên về mấy cái đấy đâu. Em chuyên về áo khoác thôi. Không chị quý công ạ, à, hàng bên em quần con lông. Quần lông lông được vừa rồi lỗ mấy triệu xong. Chị không nha, chị không vào nhanh, chị không xem nhanh của em được vừa rồi em lỗ mấy triệu. Em xả coi như là xả bánh nóc cái chiếc quần bó lông lông luôn. Nào nhập chín nhập một hơn 100 nghìn. Em bán 80 này, 90 này, 85 này. Úi dồi, nói chung em phá giá hết. Tại vì áo bỏ quần bó lông lông đấy được vừa rồi thứ nhất là về nhiều mẹ không thích, nên là để mãi trong kho em đem xả hết. Ok chị Kim Anh Phạm này, lên địa chỉ cho em để chốt đơn chị ơi. 4 tuổi, 6 tuổi bao nhiêu cân chị Du Minh Nguyễn ơi? Lên cho em cân nặng, lên cho em cân nặng đi nào, em bán theo cân nặng nha. Em không bán theo tuổi đâu. Nhiều tuổi mẹ khác nhau lắm. Đây này lại rồi đây, đây, đây mặc áo lên đây này các chị em này. Ngồi một lúc thôi để lại nghe được tức cơ mà. Chị đang làm bổ sung luôn đi nào. Em mà tắt like đi là kiểu gì các chị cũng tiếc, hối tiếc cho mà xem. Hàng em bán lúc nào cũng giá rất là ok các chị. Ok Kim Anh Phạm chốt đơn nha. Chị mi ướt mây ơi, không có 13 kg đâu chị ạ. À, không có 30 kg đâu chị ơi. Chị ơi 30 kg lấy sang áo dạ cho em nha. Áo dạ em đang xả 99k đấy chị yêu ạ. À, 15 cân đến 18 cân, nhưng mà chị hỏi mẫu nào thì Du Minh Nguyễn ơi, 15 18 cân thì vừa chị yêu nha. Nào nếu như mà không còn chị nào hỏi mẫu nào nữa thì em ngừng like ở đây đây, em đi xuống em đóng hàng cho các chị đây ạ. À, xuống em đóng hàng cho các chị nhá. 10 kg chị hỏi mẫu nào chị ơi? Em có áo bò này, áo dạ và áo da chị nhá. Nhưng cái áo kia thì còn lẻ size, không có áo phao 10 kg chị ạ. 11 đây chị ơi, lấy áo bò một vú lọ, lấy áo bò nó lông cho bạn ấy này. Đẹp kinh luôn. Quần chị ơi, quần 110 nha, đây quần 110 đây nào. Hai màu, màu xanh và màu đen này. Nào nếu như mà không còn chị nào hỏi mẫu nào. Chúc chị bán hàng bán đắt nhé. Có gì về sẽ book chị. Ok, cảm ơn chị Dung Mago nha. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị yêu. Nào nếu như không còn chị nào hỏi mẫu nào thì em ngừng like ở đây nhá. Chị nào không để lại đầy đủ em tự động hủy đơn. Hàng nhà em hàng về cứ về nhỏ giọt thôi. Em sốt ruột lắm cái hàng luôn. Không có chị Nguyễn Phạm ơi. 6 tuổi bao nhiêu cân hả chị? Không có 17, à có 17 kg. Chị Linh Lan Cao ơi, chị lấy màu nào comment nhanh cho em luôn này. Nào chị ơi, màu xám khói và màu xanh này chị yêu này, chị Hải Yến em mới vào. Rồi ok chị Hải Yến mới vào, xem mẫu nào nào comment vào đây cho em. Chị Út nào ơi, chị hỏi mẫu nào chị ơi? Áo bò này em có hai màu, màu xanh và màu xám khói này. Em trả áo này là 130 nghìn nha. Hàng cao cấp loại 1 nha các chị nha. Lót lông 100% bên trong luôn ạ. À, đường sau có mũ như này. 21 kg vừa chị Nguyễn Thảo ơi, lên số điện thoại và địa chỉ luôn này. Chị Du Minh Nguyễn ơi có luôn này, chị gộp đơn nha chị Du Minh Nguyễn nha. Chị có đơn rồi đúng không? Đúng rồi chị Hải Yến ơi, áo bò nó lông bò đây. Chị Hải Yến ơi, áo bò nó lông bò đây ạ. À, không phải đâu mà bởi vì là có sợ comment nó bị trôi ấy, hoặc là nó bị ẩn comment em không thấy đâu. Chứ không phải đâu, em lúc nào cũng chiều khách luôn, khách cả bên em là thượng đế luôn các chị ạ. À,
nên là không có chuyện mà các chị hỏi em không trả lời đâu. Nào chị 11,5 ký có nhà Yến ạ, à? Có, lên số điện thoại địa chỉ cho em luôn. 28 ký không vừa đâu chị ơi. Cao chị ok luôn chị ơi, chiều cao cân nặng nó phải ngang ngửa nhau à. Chị yên tâm em lấy đúng size cho các chị yêu yên tâm đi. Có chị Thùy Trang ơi, áo bò áo phao để có lon lông. Ok chị em Nguyễn chốt đơn nha. 2 tuổi bao nhiêu cân chị ơi? 2 tuổi vừa chị ạ. À. Ok chị Hà Yến lên để chị cho em này, lấy màu xanh như màu sám khói. Lấy màu xanh như màu sám khói nào. Chị em Nguyễn chốt đơn nha. Nào nếu như mà không còn chị nào hỏi mẫu nào thì em ngừng like ở đây nha. Chào tất cả các chị này. Hẹn các chị ở live sau của em nha. Live sau em lại xả bánh năng cho các chị luôn. Nào ok chị Nguyễn Thảo nha.